Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Solution Architect, kiến trúc sư giải pháp, một kênh chuyên chia sẻ kiến thức về thiết kế và xây dựng hệ thống trên cloud. Để tiếp nối cái series bài học cùng học cloud từ A đến Z, lần trước chúng ta đã học đến cái phần là EC2 phần thứ nhất rồi. Các bạn đã biết cách để mà tạo được EC2, các cấu hình đơn giản cũng như là thao tác đối với EC2. Thì kỳ này chúng ta sẽ đến với phần 2 của EC2. Trong cái bài học EC2 phần 2 này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số nội dung như sau. Thứ nhất là Elastic Load Balancer, một cái dịch vụ của Amazon để hỗ trợ cân bằng tải. Và có các loại Load Balancer nào? Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về EC2 Long Stemless, tìm hiểu về Auto Scaling Group, và sau đó kết hợp Load Balancer cộng với Auto Scaling để có thể thiết kế một hệ thống có thể scale và tự phục hồi. Các option nâng cao của Load Balancer và các tip and trick đối với Auto Scaling Group. Đầu tiên chúng ta đi đến cái khái niệm là load balance là cái gì? Tại sao lại cần đến load balance? Trước tiên chúng ta đến một cái khái niệm bên hệ thống người ta gọi là single point failure. Tức là một hệ thống nó có một cái đặc điểm, đó là khi có một sự cố xảy ra bất kỳ một thành phần nào đó thì đều có thể dẫn đến hệ thống bị dừng hoạt động và không thể phục vụ người dùng. Ta gọi đó gọi là single point failure. Ví dụ như một chương trình bị lỗi và crash, một database bị sập không thể respond, hệ điều hành OS bị treo, và một trong các thành phần cứng vật lý như là RAM, này, CPU, ổ cứng hoặc là bộ nguồn bị sập. Thì những hệ thống như vậy khi mà có sự cố xảy ra, cấp độ application, database, OS hoặc là vật lý đều có thể ảnh hưởng đến cái sự hoạt động của nó, thì chúng ta gọi là single point failure. Ở các cấp độ lớn hơn thì mình có thể có các cái sự cố như là bộ cấp nguồn cho cả một cái server rack. Server rack các bạn biết là một cái server rất lớn á. Bạn nào thường vô phòng IT của công ty sẽ thấy có những tủ như vậy rất lớn đúng không? Thì chính những cái tủ đó vẫn có thể xảy ra các sự cố như là sập nguồn, hoặc là chúng ta bị cái phần cứng ở dưới, ổ cứng nó bị hư chẳng hạn. Xảy ra sự cố cúp điện của cả một cái data center trong trường hợp là chúng ta không có nguồn dự phòng nhé. Hoặc là cái nguồn dự phòng của chúng ta nó bị sự cố, nó cũng không khởi động được khi bị cúp điện luôn. Bị những cái thiên tai như là bị lũ lụt, bão hoặc là chiến tranh gì đó, hoặc là thiên thạch gì đó, thì có thể ảnh hưởng đến cái sự hoạt động cả data center. Thì ở cấp độ lớn hơn chúng ta vẫn có thể xảy ra cái single point failure. Như vậy trong hệ thống chúng ta sẽ cần nhiều hơn một thành phần cho mỗi cái layer để tránh cái việc gọi là single point failure. Các bạn nhìn cái hình minh họa ở đây, thì ở cấp độ chúng ta đi từ bên trong ra nhé. Giả sử mình có một con server, mình tạm gọi tên là All-in-One Server. Có nghĩa là trên server này các bạn cài đủ thứ hết, cài web server, cài database, cài caching, cài OS, và nó sẽ được mount với một cái hệ thống ổ cứng ở dưới. Tất nhiên là ổ cứng ảo thôi, thông qua một cái trình hypervisor và cái trình quản lý SAN hoặc là NAS. Đây là cái mô hình cơ bản. Giả sử hệ thống của chúng ta chỉ bao gồm một con server thôi, cài tất cả mọi thứ lên, thì khi có sự cố xảy ra ở bất kỳ cái layer nào, những cái điểm mà mình đánh dấu màu đỏ này, các bạn thấy này, thì hệ thống của mình đều có thể sập nha. Có nghĩa là người dùng không truy cập nữa. Rộng hơn thì mình thấy là có những cái layer vật lý, ví dụ như là một cái ổ cứng bị hỏng nè, một cái thanh RAM bị hỏng, hoặc là một con CPU bị hỏng của một cái tủ rack mà chứa nó, thì đều có thể ảnh hưởng đến cái việc là hệ thống của chúng ta cũng không thể phục vụ người dùng nữa, bị sập luôn đúng không? Rộng hơn thì có data center. Giả sử hệ thống của chúng ta nằm ở một cái data center nào đó chẳng hạn đi, có một sự cố ví dụ như là gần đây là Nga đánh bom Ukraine đúng không, hoặc là có sự cố cúp điện toàn một cái bang nào đó, và xui một cái là máy cắp điện của chúng ta lại không thể khởi động bình thường được, thì ở cấp độ data center chúng ta vẫn có một khái niệm là single point failure nhé. Rồi, nếu hệ thống mình có nhiều hơn một thành phần thì sao? Nó sẽ tránh được cái cơ chế là single point failure đúng chưa? Tôi có hai con server trở lên thì tôi sẽ chống được cái single point failure ở cấp độ OS, có nghĩa là application, database hoặc là cache hoặc là OS tôi bị hỏng, tôi có con thứ hai tôi bắt up. Tôi có server nằm rải rác trên nhiều hơn một cái rack thì tôi chịu được cái sự cố hỏng hóc ở cấp độ gọi là cái tủ. Giả sử trong một data center tôi có nhiều tủ rack thì tôi sẽ phân bổ server của tôi ra, mỗi một tủ tôi để một con server. Nếu như tôi có server đặt ở nhiều data center khác nhau thì khi có sự cố xảy ra ở một data center thì data center còn lại của tôi cũng sẽ hoạt động bình thường đúng chưa? Nó vẫn phục vụ người dùng được. Thì hệ thống có nhiều thành phần nó sẽ đặt ra một cái yêu cầu, đó là làm sao để phân bố request từ client, tức là người dùng của chúng ta đó, đến các thành phần backend, thì nó sẽ đặt ra một cái yêu cầu ra đời của load balance. Như vậy nhiệm vụ của load balance chính là phân bố cái request từ client đến các cái target backend đúng không? Các con server của mình. Riêng đối với Amazon Web Service thì nó cho phép dễ dàng setup được load balance tới nhiều target nằm ở các availability zone khác nhau. Và lưu ý đây, nhắc đến khái niệm zone, chúng ta biết rằng availability zone viết tắt là AZ
nó tương đương với một data center cách nhau từ vài chục tới vài trăm km về mặt địa lý nha các bạn. Thì bằng việc phân bổ các instance nằm trên nhiều hơn một zone, thì hệ thống của chúng ta có thể chịu được các sự cố cấp độ data center của Amazon và vẫn hoạt động bình thường. Nhìn lại cái mô hình này nha. Đó, ví dụ như là chúng ta có server nằm rải rác ở nhiều data center, thì khi một data center bị sự cố ví dụ như cúp điện gì đó, lũ lụt hoặc là bị đánh bom gì đó, giống như gần đây chiến tranh nhiều đúng không, thì vẫn có thể hoạt động bình thường. Vậy Amazon cung cấp đến người dùng một cái dịch vụ load balancing có tên riêng là Elastic Load Balancing. Thì nó là dịch vụ gì? Nó là một cái dịch vụ được quản lý bởi Amazon, có nhiệm vụ điều hướng request từ các lần đến các target ở backend, đảm bảo request được cân bằng giữa các target. Elastic Load Balancing cũng là một cái dịch vụ được quản lý hoàn toàn bởi Amazon nha các bạn. Nên là mình sẽ không cần lo hạ tầng sau. Nhiệm vụ của mình chính là setup và cài đặt nó thôi. Nó có đầy đủ các tính cần thiết, ví dụ như là High Availability này, Scalability gần như không giới hạn nha, và Security rất là cao. Nếu như mà mình biết kết hợp nó các dịch vụ Security khác của Amazon, ví dụ như là Firewall, Security Group, thì nó rất là bảo mật nha. Elastic Load Balancing có thể kết hợp với rất nhiều cái dịch vụ backend, sử dụng EC2 cũng được nè, container cũng được, Lambda cũng được, và mình sẽ trình bày dần các bạn trong cái series này sau nhé. Hôm nay chúng ta sẽ focus vào việc kết hợp Load Balancing với EC2. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần lý thuyết liên quan đến các thành phần cơ bản của cái một cái hệ thống có thể Load Balance được nhé. Đầu tiên chúng ta nói đến cái phần màu xanh là chính là Load Balancer. Thì Load Balancer nó cho phép mình setting các cái listener trên một cái port nào đó, ví dụ như là port 80 hoặc 443. Thì khi có request đến trên cái port, ví dụ như port web đi, 80 443 là HTTPS đúng không, thì nó sẽ listener và nó bắt cái rule đó, bắt cái traffic đó. Mỗi listener chúng ta lại có thể cho phép cấu hình nhiều rule, và rule ở đây nó sẽ quyết định xem với cái request đó thì chúng ta sẽ điều hướng cái request người dùng đến cái target nào. Là target ở đằng sau có thể là EC2 này, có thể là Lambda và có thể là container. Request sau khi đi vào listener sẽ đánh giá bởi các rule, và sau khi nó match cái rule thì nó được forward tới các target phù hợp. Và target này thì nó được nằm trong target group. Target group là một group các target. Ví dụ như target group EC2 đi, nó sẽ bao gồm các con EC2. Và target group này có nhiệm vụ là định kỳ nó sẽ health check các con instance trong này, các container trong này, hoặc thậm chí là Lambda. Nhưng mình sẽ coi như các target trong cái bài hôm nay mình hiểu nó là các con EC2 đi. Để đánh giá xem liệu target đó còn healthy hay không. Healthy có nghĩa là nó sẽ còn phản hồi lại. Ví dụ như ta request thử đến một cái request dummy gì đó và thấy server vẫn đang trả về 200, có nghĩa là server vẫn đang healthy. Nếu không trả lời chúng ta coi nó là unhealthy. Và chúng ta sẽ, cái target group này có nhiệm vụ là gỡ cái con instance unhealthy ra khỏi target này và không điều hướng traffic đến nó nữa. Vậy thì load balancer nó có bao nhiêu loại? Amazon không chỉ cung cấp một loại load balancer nhé các bạn, cung cấp 4 loại load balancer chủ yếu. Về mô hình OSI 7 layer này thì các bạn nào mà học về networking sẽ rành hơn mình nhiều. Tuy nhiên mình sẽ nói khái quát sơ qua thôi. Nó đi từ thấp đến cao, tức là từ tầng càng thấp càng lên cao thì chúng ta càng có thể custom được nhiều nha, tại nó nằm trên tầng application. Tầng physical thì nó chỉ đơn giản là những cái tín hiệu điện 01 thôi, như vậy mình sẽ không có cấu hình cái gì đúng không. Tuy nhiên á, load balancer thì ít nhất nó phải nằm trên layer 3 đổ lên nha các bạn, layer 3, layer 4 nha, nó không thể nằm ở trên tầng data link và tầng physical được. Amazon nó không cung cấp những cái load balancer ở layer đó. Đầu tiên mình sẽ đi vào cái loại load balancer mà trong các dự án thường thông dụng xài nhất, đó chính là application load balancer. Thì trên mô hình OSI, application load balancer nằm ở tầng trên cùng nha các bạn, tại vì nó là application. Nó là một cái loại load balancer thường dùng, phù hợp cho đa số các nhu cầu ví dụ load làm API, làm backend web đều được hết nha. Nó hoạt động trên layer 7. Nó có một số ưu thế vượt trội so với các loại load balancer khác. Thứ nhất là nó hỗ trợ patch routing, nó đánh giá request đến xem chúng ta request đến cái patch nào. Các resource cần đến, ví dụ trên một cái API sạc admin hoặc là sạc user gì đó, thì nó sẽ biết được cần phải đưa đến cái target group nào. Nó sẽ hỗ trợ host condition, cho phép dùng nhiều domain cùng chỗ một cái application load balancer. Thì nó sẽ đánh giá domain đó và nó biết là người dùng đang muốn truy cập cái dịch vụ nào nhé. Giả sử chúng ta có một số các cái target group ở đằng sau và chúng ta cung cấp cho người dùng hai cái domain. Đó. Thì nhưng mà chúng ta vẫn muốn dùng một cái load balancer thôi thì hoàn toàn làm được nhé. Nó hỗ trợ routing dựa trên cái thuộc tính của request, ví dụ header hoặc IP. Nếu như chúng ta viết một câu if else đó, nếu như header có keyword này chúng ta cho vào cái target group này, header có keyword kia chúng ta sẽ điều hướng request xuống cái group khác, cái target group khác. Có thể tích hợp với Lambda container service này và hỗ trợ trả về custom HTTP response. Trong một số trường hợp nếu như người dùng không có
request của người dùng ném lên mà nó không thỏa một số điều kiện, chúng ta có thể trả về HTTP response ngay lập tức mà không cần phải bắt end xử lý nha các bạn. Bởi vì application load balancer nó có thể custom được cái response đó. Tiếp theo chúng ta đến với một cái loại load balancer cũng khá là thông dụng. Đó là network load balancer, biểu tượng của nó là cái hình này. Nó hoạt động trên layer 4 tầng transport nha các bạn, mô hình OSI tầng transport. Nó hỗ trợ hai giao thức là TCP và UDP. Nó không có hỗ trợ nhiều hình thức routing như application và thường dùng cho những hệ thống có workload rất cao, lên đến hàng triệu request trên dây, chúng ta cần phải dùng cái loại này. Bởi xét về mặt performance nhé, thì network load balancer performance nó sẽ cao hơn là application load balancer. Tuy nhiên trong tất cả các dự án mình làm tới giờ thì mình chưa có cái dự án nào workload nó cao tới mức phải dùng network load balancer nhé các bạn. Mình vẫn dùng application load balancer bình thường. Hệ thống lên đến hàng triệu active user mình vẫn dùng application load balancer để tận dụng những ưu thế của nó như mình vừa trình bày. Tiếp theo là classic load balancer, thì nó dùng để điều phối traffic đi tới các cái classic EC2 instance. Và cái loại load balancer này đã ngừng hỗ trợ từ 15/8/2022 rồi. Cho vậy để tạo được cái load balancer này, các bạn phải có sẵn các EC2 chạy với cái mod classic network nha. Nên mình sẽ không đề cập đến nó quá nhiều. Các bạn biết là nó có tồn tại được rồi. Tiếp theo mình nói đến gateway load balancer, là cái loại load balancer phức tạp nhất và cũng là ít dùng nhất trong dự án. Mục tiêu của nó đưa ra đó là triển khai, scale và quản lý các cái virtual appliance. Virtual appliance, các bạn đừng có dịch thô Google thành là thiết bị mạng ảo nha. Nó là một cái giải pháp về software mà được cung cấp tới tay người dùng giống như một cái gói package, các bạn chỉ cần bung ra là xài thôi. Các bạn không phải cài cắm, nó gọi là appliance. Thì mục đích của nó chính là điều hướng các cái network, điều hướng các cái gói tin từ người dùng, từ client đó, đi vào và đi ra hệ thống của mình, đến các cái virtual appliance nhằm mục đích là phân tích này, firewall này, ngăn chặn xâm nhập, phát hiện và ngăn chặn những cái tấn công ở cái cấp độ gọi là packet đấy, trước khi nó thực sự đi vào tầng application của mình. Như vậy những hệ thống nào mà liên quan đến bảo mật cao, ví dụ như là bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, y tế gì đó, các bạn muốn có những cái giải pháp về phân tích network hoặc là ngăn chặn tấn công được cung cấp ở bên thứ ba đó, thì các bạn buộc phải setting làm sao để các traffic đi ra đi vào hệ thống các bạn đó, trước khi nó đến cái target thực tế đó, nó có thể đến được các cái appliance đó để nó thực hiện các cái đánh giá. Thì cái gateway load balancer này hoạt động trên layer 3 và layer 4 nha các bạn. Nó sẽ listener các cái ports và forward traffic đến target group dựa trên các rule. Và nó dùng gateway load balancer endpoint để trao đổi traffic giữa VPC của service provider. Service provider là cái bên mà cung cấp cái dịch vụ về networking, audit networking. Và VPC consumer, consumer chính là VPC của chúng ta. Các bạn có thể vào cái link sau để biết được danh sách các provider nhé. Thường là những công ty mà làm về security, họ sẽ có các sản phẩm cung cấp đến người dùng dưới dạng virtual appliance và các bạn chỉ cài cắm và xài thôi. Tất nhiên sẽ phải trả phí license nha, khá là mắc. Rồi chúng ta đến với một cái mô hình để hiểu được là tại khi mà apply cái load balancer này thì nó sẽ như thế nào nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái, không phải là một cái, chúng ta sẽ có hai cái VPC. Cái VPC consumer chính là VPC nơi để những cái application của chúng ta. Và VPC của bên provider chính là cái VPC của nhà cung cấp. Ở đây chúng ta sẽ cài một cái, cài cắm cái appliance của nhà cung cấp đó lên một cái VPC. Được chưa? Sẽ nằm bên phải này. Và trên đó chúng ta sẽ setting cái gateway load balancer. Traffic đi vào và đi ra hệ thống bên VPC consumer nhé, được cấu hình routing để đi qua gateway load balancer trước khi đến được target cần đến. Các bạn nhìn vào cái đường màu xanh đi. Từ số 1, số 2. Nó sẽ không có đi ngay con EC2 bên trái này, application server này, mà nó sẽ đi qua gateway load balancer endpoint. Thông qua endpoint này được cấu hình các cái rule và nó đá cái request sang bên cái gateway load balancer. Và sau khi các cái security appliance này nó đánh giá xem thì tại bước số 4 này nó sẽ quyết định có forward cái traffic đó đi tiếp hay không, hoặc nếu phát hiện được cái nguy hiểm gì đó, đúng không, nó sẽ chặn lại. Hoặc là sau khi thực hiện phân tích xong rồi, thống kê xong rồi và phát hiện không có cái gì mà nguy hiểm, đúng không, nó sẽ cho đi tiếp. Và đến bước số 4, bước số 5 thì nó sẽ đến application server. Tương tự cho traffic đi ra cũng được đánh giá bởi appliance trước khi nó ra bên ngoài internet thực tế nha các bạn. Những cái đường màu cam này, 1, 2, 3. Đó. Nếu như không vấn đề gì nó mới cho mình đi tiếp ra ngoài nha. Nếu không nó sẽ bị chặn lại ngay tại cái bước mà security appliance này sẽ đánh giá. Được chưa? Rồi, vậy load balancer hoạt động như thế nào? Thì mặc định load balancer sẽ phân phối request từ client đến các target trong một target group theo tỷ lệ cân bằng, gọi là round robin. Kể cả khi target group đó nằm trong nhiều hơn một target group, kể cả khi target đó, trong trường hợp này là con EC2 instance nha.
Nếu cái search engine này nó được đăng ký vào nhiều hơn một target group thì cái target group này cũng không quan tâm đến cái chuyện đó nha, nó vẫn sẽ loss cân bằng. Còn cái sự mất cân bằng cho mình có hình sai, cái đó thì Amazon không chịu trách nhiệm. Ví dụ trong hình bên thì mình thấy là mỗi instance sẽ nhận 16,7% request từ client nhé, vì nó đang là raw robin. 100% chia 6 đúng không? Ra 16,67. Và lưu ý trong hình này thì các instance có thể nằm ở các zone khác nhau và zone đại diện cho một data center của Amazon. Load balancer có thể điều hướng tới nhiều hơn một target group nha. Trong trường hợp multi target thì việc điều hướng tới target nào sẽ được quyết định bởi một số cái rule như sau. Thứ nhất là listener port nha. Ví dụ mình có port 80 thì vô cái target group thứ nhất. Port 81 vô cái target group thứ hai thì nó gặp đúng cái port nó sẽ forward đi thôi. À, trong một cái port chúng ta có thể có patch pattern. Giả sử sec admin thì vô target group thứ nhất, sec user gì đó thì sec vô cái target group thứ hai. Và cái này chỉ hỗ trợ bởi application load balancer nhé các bạn, network không hỗ trợ nha. Network load balancer không hỗ trợ. Tiếp theo là chúng ta đến một cái fixed ratio. Giả sử chúng ta có hai target group. Target group số 1, target group số 2. Target group số 2 đang chạy code mới hơn. Chúng ta không muốn quá nhiều traffic vô nó. Chúng ta muốn nhả cho khoảng 10% người dùng xài thử xem để lắng nghe ý kiến feedback của họ thôi. Chúng ta có thể tạo ra một cái rule là 20% vô target group thứ nhất và 80% vô target group thứ hai chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Tỷ lệ đó chúng ta quyết định nha. 5, 95 hay là 10, 90 gì đó. Hay 50, 50 đều do mình quyết định được thông qua cái tỷ lệ cố định này. Các bạn nhìn trên cái hình này thì mình thấy đây là một cái ví dụ về cái việc chúng ta điều hướng target làm nhiệm vụ khác nhau dựa vào cái path pattern của request đi tới. Ví dụ set API, set sao thì tất cả những API thông thường thì đều vô target group thứ nhất, và set admin, set sao thì vô target group thứ hai, bởi vì target group thứ hai là một cái nhóm server nó thực hiện những dịch vụ liên quan đến admin chẳng hạn, ví dụ như vậy. Tiếp theo chúng ta đến với một khái niệm là cross zone load balance, tức là load cân bằng tải giữa nhiều zone, mà zone ở đây chính là một data center của Amazon. Thì Elastic Load Balancer là một dịch vụ hoạt động cross zone, và Amazon họ socket chúng ta chọn tất cả các zone có thể khởi tạo khi mà tạo cái load balance. Nếu cross zone được bật lên á, thì Elastic Load Balancer sẽ điều hướng request từ client một cách cân bằng tới các targets. Mình nhìn cái hình đây, mình có hai zone đúng không? Zone bên trái là zone A, zone phải là zone B. Zone bên trái chúng ta có 2 instance và zone phải chúng ta có 10 instance. Có 8 instance thôi. Thì khi được bật cross zone lên thì mặc dù số lượng instance ở các zone đang không cân bằng, một bên là 2, bên là 8, tuy nhiên mỗi instance vẫn sẽ nhận được 10% traffic. Nếu như cái cross zone load balancer chúng ta disable nó đi ấy, thì load balancer sẽ được hướng request từ các lần cách cân bằng tới mỗi zone, và trong một zone thì lại chia theo cái kiểu là round robin, theo kiểu cân bằng tiếp theo nữa. Như vậy hình này chúng ta có 2 con ở zone A và 8 con ở zone B. Nếu chúng ta tắt cross zone load balance đi thì mỗi con bên zone A nhé sẽ nhận 25% traffic và bên phải nhận 6,25% traffic. Có một điểm lưu ý ở đây đó là mặc định thì application load balancer và nó sẽ bật enable cross zone. Chúng ta không tắt đi được. Và network load balancer thì default nó không có bật nha, chúng ta phải bật nó lên. Bật sau khi tạo nha. Chúng ta đến tới bài lab. Bài lab này chúng ta sẽ cấu hình học cách sử dụng load balance để làm gì? Đề bài yêu cầu chúng ta như sau. Thứ nhất là tạo EC2 instance AB. Trong quá trình tạo thì chúng ta sử dụng user data được chuẩn bị sẵn là mục đích để cài một cái web đơn giản lên những bài trước phần 1 chúng ta đã học đó, để tạo ra cái sự khác biệt giữa giao diện web của hai con instance. Tiếp đến chúng ta tạo một cái target group và chúng ta đăng ký hai instance vô target group đó. Bước số 3, chúng ta tạo một cái application load balancer và cấu hình một cái listener port 80 để trỏ vào cái target group vừa tạo. Chúng ta sẽ thử truy cập application load balancer thông qua cái DNS link của nó, và mình sẽ xóa một con instance khỏi target group và tạo một cái target group mới và add instance B vào đó chẳng hạn. Chúng ta tạo thêm một cái listener port 8080 trỏ instance số 2 và chúng ta sẽ test cái việc là phân bố cái request đến với target thông qua cái port khác nhau nhé, port 80 và 8080. Rồi, cuối cùng là cái bài khá nâng cao là chúng nói về cái việc mà load balance theo tỷ lệ. Thì chúng ta sẽ thiết lập tỷ lệ, ví dụ như 1:3 đi, cho traffic đến hai target group 1 và 2 trên cùng listener port 80. Và thử truy cập xem application load balancer liệu có điều hướng đến hai cái target group này theo đúng tỷ lệ hay không. Được chưa? Rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái sơ đồ hệ thống của cái bài lab số 1, cái phần thứ nhất nha các bạn. Thì yêu cầu chúng ta tạo ra hai con instance, đăng ký nó vô một cái target group.
Sau đó chúng ta tạo một cái load balancer có cái listener port 80. Và type của load balancer này là load application nha các bạn. Và sẽ thử truy cập từ laptop chúng ta vô cái load balancer này. Đầu tiên chúng ta sẽ log vẫn như mọi khi, chúng ta sẽ log in vào console nhé. Lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng cái user IAM thôi, chứ không dùng user root nha các bạn. Mình sẽ zoom cái tỷ lệ của nó lên khoảng 125% để các bạn nhìn cho rõ nha. À, đang 125 rồi, sorry. Mình sẽ chọn lại region là Virginia nhé các bạn. Mỗi khi các bạn thao tác console luôn luôn nhớ chọn đúng region nha. Vì tại sao mình không chọn cái region gần nhà mình hơn là Singapore? Đơn giản là vì Singapore giá hơi mắc thôi. Chúng ta sẽ check nhanh cái chi phí. Và mỗi bài thực hành thì mình lưu ý các bạn nhé. Các bạn nào biết check là có thể ship qua cái phần này cũng được. Rồi, month to date total forecast nó đang nói là với cái tình trạng này thì tháng này chúng ta sẽ mất khoảng 7 đô. Như vậy là sau một hồi để đột xóa các resource không cần thiết thì chúng ta sẽ quay lại với nội dung bài học nha các bạn. Chúng ta sẽ đọc đề vừa làm vừa theo dõi cái yêu cầu của đề bài nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo hai cái instance A và B. Trong quá trình tạo sử dụng user data có sẵn. Cái này lát nữa mình sẽ up lên trên GitHub và sẽ trong video mình sẽ để description cho các bạn nha. Mọi người yên tâm là sẽ không sợ bị quên bài đâu hay là phải đi gõ bằng tay đâu. Chúng ta sẽ tạo một con instance thứ nhất. Chúng ta vô cái tab là instance. Hiện tại chúng ta không có instance nào hết. Chúng ta sẽ tạo một cái instance nha. Mình đặt tên là ví dụ như là server A. Rồi, mình sẽ chọn là Amazon Linux này. Chọn những cái gì mà free các bạn cứ chọn nhé. T2 Micro nhé. Keypair các bạn chọn cái keypair này. Ricardo Keypair. Security Group các bạn chọn sẵn cái default nhé. Rồi. Storage để 8GB là đủ rồi. Trong cái phần advanced các bạn đi thả user data vô. Lát nữa cái này mình sẽ up lên trên cái GitHub repo của mình để các bạn coi nhé. Cái này đơn giản là chúng ta script này quá quen các bạn rồi. Các bạn đã làm lần trước đúng không? Cài một cái HTTP và tạo một website đơn giản có nội dung là welcome to my website instance A chẳng hạn. Đặt server đi. Server A đi. Rồi. Và nhấn launch instance. Trong khi instance đang khởi động mình sẽ tạo luôn cái con số 2 là con instance B nha các bạn. Mình đặt tên nó là server B. Application OS chọn Amazon Linux. Instance type T2 Micro để xài chùa nha. Keypair các bạn chọn Ricardo Keypair hoặc là Keypair các bạn đã tạo cho các bạn lần trước. Network setting VC các bạn chọn default. Subnet chọn no reference. Auto assign enable. Để các bạn có IP nhé. Thực ra các bạn sẽ không cần log in vào nó đâu. Nhưng mà cứ chọn để nguyên đi. Về security group các bạn chọn là select existing security group. Và mình chọn cái default. Rồi. Bung cái section advanced ra. Và thả cái user data của instance B vô. Rồi chỗ này mình sửa lại xíu là server đi. Server B đi. Rồi. Và mình nhấn launch instance. Chúng ta nhấn refresh nha để cho nó ra instance. Con server A đã lên rồi, mình thử truy cập nó bằng cách là copy cái phút lượng IP V4 của nó ở đây này. Các bạn nhấn nút copy này. Được chưa? Sau đó bảo một tab trình duyệt mới ra. Dán vô 2.80. Và các bạn thấy là welcome to my server. My website server A đúng chưa? Tương tự con instance B cũng vậy. Mình đợi nó lên trạng thái running đã. Nó đang là pending nhé. Mình cũng copy IP sẵn đi. Con instance B có vẻ là chưa lên, các bạn đợi xíu. Rồi, hai server chúng ta A và B đều lên rồi đúng không? Như vậy là theo cái sơ đồ đề bài chúng ta đã thực hiện xong cái bước là tạo hai server rồi. Bước số 2, đề bài yêu cầu chúng ta tạo một cái target group và đăng ký hai con instance là xếp trước vô. Các bạn quay lại console. Đi sang cái mục EC2 lăn sang trái và lăn dưới cùng mà nó có cái phần là target group. Được chưa? Mình sẽ tạo một cái target group. Ở đây mình có một số cái target group rồi mình sẽ xóa đi để tránh nhiễu loạn các bạn nha. Rồi, mình sẽ tạo một cái target group. Rồi, bây giờ trống trơn rồi đúng không? Mình sẽ tạo một cái target group. Mình đặt tên cho nó là cái type các bạn chọn instant bởi vì backend của mình đang là các con EC2 instant. Target group name mình đặt tên là TG01 nhé. TG viết tắt của target group. Và nó sẽ listener trên port 80 được chưa? Nếu cái backend của các bạn chạy Node.js port 3000 các bạn để số 3000 vô nhé. Mình đang chạy cái web HTTP thông thường mình sẽ để port 80. Chọn cho nó cái VPC. Protocol các bạn để default nhé. Và health check các bạn để sạc là được rồi.
Giả sử như application backend của các bạn không dùng cái path, cái path root này mà các bạn sạch một cái health check, các bạn chuẩn bị cho nó một cái health check, thì các bạn cũng để cái này vô nhé. Còn trong trường hợp này của mình không có viết một cái path riêng để health check thì mình sẽ để default là sạch root luôn. Rồi, sau bao nhiêu lần gọi liên tục mà trả lời là healthy được 200 thì mới tính là healthy, là healthy. Và sau bao nhiêu lần thì tính là healthy. Ví dụ như nó gọi đến 2 lần mà không trả lời được, nó tính luôn là healthy. Và sẽ loại bỏ con intent ra khỏi cái target group, nó không cho nhận traffic nữa. Timeout có nghĩa là sau bao nhiêu giây không nhận được response thì tính là timeout. Ví dụ mình để 5 giây. Interval bao nhiêu lâu health check một lần, mình có thể để 10 giây cho nó ngắn lại đi. Nếu để 30 giây thì lâu quá, các bạn sẽ đợi lâu đúng không? Succeed code thì thường là 200 nha các bạn, 200. Rồi, mình sẽ nhấn next. Tại cái màn hình này nó sẽ cho phép các bạn register hai con instant vô. À, mình sẽ register luôn nhé. Nếu không lát nữa mình register bằng tay cũng được, nhưng mình sẽ register luôn tại cái bước tạo cái target group này. Mình sẽ nhấn cái nút là include expanding below. Được chưa? Sau khi include expanding á, thì cái target group này nó sẽ check cái server này xem có healthy hay không. Nếu healthy nó mới cho nhận traffic nha các bạn. Như vậy trạng thái con instant sau khi được add vào target group nó sẽ vô trạng thái pending trước. Và sau khi health check thành công lên healthy rồi, nó mới từ đó trở đi nó mới nhận request nha các bạn. Và mình sẽ nhấn nút là create target group. Rồi. Các bạn có thể check cái trạng thái của nó bằng cách nhấp vô cái target group này nha. Và mình sẽ nhấn cái tab target này. Đó. Trạng thái healthy đang là in view, mình chờ nó lên healthy rồi nha. Thì mình mới là thành công nha. Interval của mình là 10 giây và yêu cầu là 5 lần healthy mới được tính là healthy. Như vậy các bạn sẽ phải đợi ít nhất là 50 giây thì nó mới lên được healthy nha. Trong quá trình mình chờ nó healthy lên, mình sẽ đi tạo một cái application load balancer. Theo mô hình này, đúng chưa? Chúng ta có target group rồi, giờ chúng ta tạo một cái load balancer. Quay lại console, chúng ta lăn sang bên trái cái section là load balancing nhé. Trong load balancer, click vào đây. Mình sẽ nhớ create load balancer. Nó có 3 loại, mình sẽ dùng loại bên trái là loại application nha các bạn. Application load balancer này. Và nhấn nút create. Đặt tên cho nó. Ví dụ như là webs ALB01 đi. Mình chọn internet facing. Nó có 2 scheme. Internet facing thì truy cập từ bên ngoài được, còn internal thì không truy cập từ bên ngoài được nhé. Các bạn nhớ chọn internet facing nhé. IP address type bạn chọn IPv4 được rồi. Network mapping các bạn chọn cho mình cái VPC đang có và chọn tất cả các cái subnet mình có nha các bạn. Chọn hết nha. Mình chọn thiếu một cái subnet nào, lỡ chẳng may lát nữa instant của mình được tạo vô cái subnet đó thì mình sẽ không thể điều hướng traffic đến được và sẽ là cái lỗi 5.2. Rồi mình chọn hết xong rồi thì mình sẽ chọn cho nó một cái security group. Tối đa 5 cái, mình sẽ gắn security group default nha. Listener and routing. Mỗi cái application log balancer ít nhất phải có một cái listener chứ các bạn, không thể có không listener được. Mình sẽ cho cái vọt 80 bởi website của mình lắng nghe cho vọt 80. Nếu các bạn muốn dùng vọt HTTPS là 43, các bạn phải có cái certificate. Tuy nhiên certificate là một cái khái niệm được học trong bài security nhé. Thì website các bạn sẽ có HTTPS, mình sẽ đề cập đến sau. Tạm thời chúng ta sẽ dùng HTTP cho dễ cấu hình nhé. Rồi default action thì mình sẽ có forward đến cái target group là TG01 mình đã tạo hồi nãy đó. Rồi, được chưa? Những thông tin khác các bạn không cần điền nhé. Và nhấn nút create load balancer. Rồi chúng ta sẽ view load balancer. Chúng ta sẽ quay lại với cái target group hồi nãy mình tạo xem các con instant của mình đã healthy chưa. Nó cũng qua 50 giây rồi đó. Undo. Để mình coi, đang initial nè. Healthy. Healthy là 0 à. Mình cứ thử đi, mình sẽ tiếp theo là mình sẽ thử truy cập từ cái load balance đi. Cái load balance này thì Amazon cung cấp cho chúng ta một cái DNS nha các bạn. DNS chính là cái chữ DNS này, các bạn copy giá trị của DNS và thả sang một cái tab mới. 2.80 đi. Thực ra không cần 80 đâu, default nó 80 rồi. Và nó chưa thành công. Rồi trạng thái của load balance này vẫn đang là provisioning nha các bạn, nó chưa có active. Các bạn đợi lên active thì các bạn truy cập được nha. Rồi. Có vẻ là nó đã active rồi, tuy nhiên trên giao diện thì đang bị lag một xíu thôi, để mình F5 lại coi nào. Rồi, các bạn thấy trạng thái đã active đúng không? Giao diện của Amazon lâu lâu nó cũng SIDA. Rồi, thì chúng ta đã truy cập được cái load balancing thông qua cái load balancer, thông qua cái URL DNS của nó.
Nhắc lại nhé, các bạn nào chưa nhớ thì các bạn chọn nó này, có phần DNS name này và nhấn copy nhé. Sau đó các bạn qua cái tab mới, các bạn dán nó vô là xong. Rồi, mình sẽ thử F5 nó xem nó có random giữa hai instance A và B không, và mình thấy là đang random theo tỷ lệ là 50-50 đúng không? Các bạn nào mà muốn thống kê có thể F5 khoảng 100 lần và đếm xem có thực sự là cân bằng không nha. À, mình thì không rảnh để làm chuyện đó nên mình sẽ next luôn. Rồi, như vậy là chúng ta đã làm đến bước số 4 rồi được chưa? À, chúng ta sẽ nghỉ ra tầm từ 2 đến 3 phút cho trước khi đến là làm cái bài tập tiếp theo từ bước số 5 nha. Rồi, bước số 5 yêu cầu chúng ta bỏ cái instance B ra khỏi target group số 1, tạo một cái target group mới với cái tên là 02 và add instance B vào đó. Nó sẽ thành cái mô hình này các bạn ạ. Lúc này target group số 1 chúng ta chỉ còn một con instance thôi. À. Chúng ta quay lại với giao diện của target group. Mình vô target group số 1. Mình có cái phần target đúng không? Qua cái tab target chúng ta sẽ lăn dưới, thấy con instance B đi. Server B chúng ta sẽ nhấn nó và chọn là deregister. Có nghĩa là mình loại bỏ nó ra khỏi cái target group này. Cái việc deregister này nó sẽ rơi vào trạng thái là running nhé. Running là sau vài giây thì nó mới thực sự là nó bay màu khỏi target group này. Chúng ta thử truy cập xem liệu con B còn trong cái chúng ta không? Không còn đúng không? Các bạn F5 chỉ thấy còn con A thôi. Và tương tự giả sử hệ thống của chúng ta có hai con server, một con server bị die đi thì vẫn sẽ có một con để bắt up. À, được chưa? Thì chúng ta vẫn sẽ có thể mà tiếp tục phục vụ người dùng trong trường hợp mà một trong hai server bị die, và chúng ta có thể tạo 3-4 con, 5 con gì đó càng tốt, và nó sẽ tránh được cái việc là single point failure mà mình đề cập đến trong cái đầu video đó các bạn. Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cái target group mới có tên là TG02. Bước tạo thì giống hồi nãy nhé, target group name đặt tên là TG02. Rồi, VPC chọn VPC này luôn và health check mình để default hết nhé và nhấn next. Sau đó mình sẽ add cái instance B vào, chọn server B và nhấn include at pending below. Sau đó nhấn nút create target group. Rồi, như vậy lúc này chúng ta đã có hai target group, mỗi target group có một con instance đúng chưa? Đó, như cái hình này. Rồi. Tiếp theo đề bài yêu cầu chúng ta ở bước số 6 là tạo thêm một listener với cái port là 8080 trên cái application load balancer nhé các bạn. Chọn tới target 02. Cách làm như sau, chúng ta vô application load balancer. Chúng ta tạo mình nhấn nhầm nút. Mình vô cái load balancer đang có này, các bạn vô cái tab listener của nó. Hiện tại nó có một listener port 80 rồi, chúng ta sẽ tạo thêm một cái listener mới. Port là 8080. Action là mình chọn là forward đến cái target group 02. Được chưa? Rồi, các thứ khác chúng ta có thể để default và nhấn add. Như vậy lúc này cái load balancer của chúng ta đang có hai cái listener, một là port 80 sẽ vô cái target group thứ nhất, hai là port 8080 vô cái target group thứ hai, được chưa? À. Mình sẽ kiểm tra lại cái security rule của thằng load balancer này nha các bạn. Nó đang được gắn một cái security group có tên là default. Được chưa? Chúng ta sẽ mở nó ra. Hiện tại chúng ta đang mở cái rule 80 cho 80, port 80 cho toàn bộ thế giới, nhưng mà mình chưa có mở port 8080. Như vậy sẽ không vô được. Mình sẽ edit cái inbound rule và mở thêm một cái port là custom TCP. Mình để port 8080 vào. Sort mình cũng để là anywhere V4 nha các bạn. Được chưa? Thì lúc này bên ngoài chúng ta có thể truy cập được cái load balancer này thông qua port 80 và 8080 luôn. Mình save rule đi. Rồi. Bạn nào mà vô cái DNS mà bị quay quay ấy, thì check lại cái security group của cái load balancer nhé. Nhắc lại này, mình vô load balancer này, mình chọn nó. Sau đó mình lăn xuống dưới cùng, mình thấy có cái phần là security này. Mình xem nó đang được gắn security group nào. Mình sẽ mở tab mới bằng cách là click phải. Đó. Mở tab mới và mình edit cái rule inbound đó. Add thêm một cái port 8080 vô. Được chưa? Là xong. Rồi mình sẽ thử truy cập lại cái này thông qua port 8080 nha. Rồi, mình sẽ có là my website instance B đúng chưa? Mình F5. Rồi. Mình dùng port 80 thì nó sẽ vô cái instance A. Như vậy là chúng ta đã có thể thử nghiệm thành công là cái listener nó sẽ quyết định xem là chúng ta sẽ cái load balancer sẽ điều hướng cái traffic của người dùng đến cái target group nào ở đằng sau đúng không? Được chưa? Đó chính là cái sơ đồ số 2 này. Port 80 thì vô target thứ nhất là instance A, và port 8080 thì vô cái target group thứ hai là instance B, được chưa? Rồi. Bước cuối cùng, bước số 8 này hơi optional thôi, bạn nào không thích có thể không thực hành cũng được. Là mình test cái khả năng là
lót theo một cái tỷ lệ trên cùng một listener port, đó là 80. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái giao diện của load balancer. Mình chọn cái load balancer hồi nãy. Mình đang có hai listener, mình sẽ xóa bớt một cái đi. Để lại cái 80 thôi. Và trong cái 80 này mình sẽ nhấn cái nút là view edit rule này. Rồi ở đây chúng ta thấy có một cái rule đó là không match cái gì hết á, thì mình sẽ forward sang cái target 01. Bây giờ mình sẽ nhấn edit nó bằng cách là nhấn cái bút chì này. Và mình sẽ nhấn cái bút chì thứ hai nằm ở dưới này nữa. Rồi. Then forward to cái chỗ mà target 01, mình nhấn nút edit một lần nữa. Target 01 mình để tỷ lệ là 1 nha. Và cái target 02 mình sẽ chọn thêm target 02 để tỷ lệ 3. Chà. Như vậy nó tính toán chúng ta luôn là với con số này sẽ là 25% là sẽ vô cái target thứ nhất và 75% vô target thứ hai, được chưa? Rồi. Mình sẽ nhấn nút dấu tích này một lần. Và mình nhấn nút update. Rồi. Sau khi update xong chúng ta sẽ review lại một lần nữa nhé. Xem là ok chưa? Rồi. 80 này. Không có điều kiện gì hết thì forward đến target 02 01 theo tỷ lệ là 2575. Rồi, mình sẽ nhấn bắt lại. Bây giờ chúng ta sẽ thử truy cập đến cái website này port 80 nhé. Và F5 thử vài lần xem nó sẽ vô target group nào nhiều hơn. Mình mong đợi là sẽ vô cái target group số 2 nhiều hơn, đúng không? Tức là intern B, cái chữ B này sẽ xuất hiện nhiều hơn server B này. 5 này. B này. B. Và lâu lâu sẽ ra A, đúng không? Bạn nào muốn làm thống kê có thể F5 thử 100 lần xem là nó có thực sự là vô con B 75% và con A là 25% không, được chưa? Tất nhiên là mình sẽ không rảnh làm chuyện đó. Mình sẽ đóng cái tab này lại. Rồi. Như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong một cái bài lab loss balance, được chưa? Chúng ta sẽ đến một số cái lưu ý, đó là loss balance là dịch vụ cross zone, thì lưu ý là khi tạo loss balancer nhớ chọn tối đa số zone có thể chọn. Như hồi nãy là mình chọn 6 zone, đúng không các bạn? Mình chọn hết. Và nếu load balancer được tạo mà không chọn cái zone có chứa ISO instance thì khi access sẽ bị lỗi không thể kết nối được. Ví dụ như lỗi 502 bad gateway. Không tin thì mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình có hai con instance. Con instance A là đang nằm ở cái zone nào các bạn? Các bạn nhìn đây, thấy nó nằm ở trên cái zone nào? Nó là US-1B, đúng chưa? Bây giờ mình sẽ sửa cái load balance lại. Mình sẽ edit nó. Hình như nó không có gỡ được cái kia ra. Để mình coi xem có gỡ được không nhé. Edit subnet nhé. Mình sẽ bỏ chọn cái US-1B ra. Được chưa? Mình không chọn nó. Nãy mình chọn hết, bây giờ mình bỏ 1B ra. Mình nhấn save lại. Và mình sẽ qua cái tab này, mình F5 thử vài lần xem. Port 80 nha. Server B. Nhưng mà lâu lâu nó sẽ ra server A. Nhưng server A hiện tại đang nằm ở cái subnet, cái zone 1B. Mà zone 1B lại không có mặt của cái thằng load balancer ở đó, nên sẽ ra 503 nha các bạn. Service unavailable. Rồi. Sao nó rớt vào đây luôn rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử edit nó lại và mình chọn lại cái zone đó nhé. Mình sẽ edit subnet này. Mình chọn lại cho đủ luôn nè. Rồi. Nhấn OK. Save. OK nha. Và mình sẽ F5 lại lần nữa. Có vẻ là chưa xong được. Rồi B này, A này, B, A. Và load balancer chúng ta đã hoạt động bình thường nha. Rồi nhắc lại lưu ý khi tạo load balancer nhớ chọn tối đa số zone có thể có trong một cái subnet đó. Trong cái VPC của các bạn nhé. Như hồi nãy mình chọn 6 zone, chọn hết. Vậy bây giờ vấn đề đặt ra cho cái mô hình này là gì các bạn? Chúng ta làm đến đây chúng ta có load balancer rồi. Bây giờ giả sử hai con server của chúng ta có một con bị die đi. Mình sẽ thử làm cái action, đó là mình sẽ stop cái con instance A này lại. Được chưa? Mình giả lập một cái tình huống là nó bị sự cố gì đó, nó bị stop. Thì lúc này cái load balancer của chúng ta nó sẽ có một cái lỗi là bad gateway, đúng không? Tại sao mình đang có hai target group. Nhưng giả sử trong trường hợp nãy mình cấu hình một cái target group mà có hai con instance luôn á. Để mình cho nó quay lại cái trạng thái hồi nãy nhé. Mình sẽ không dùng cái thằng... không dùng thằng 02 nữa. Sorry. Như vậy thì nó lại bay mất cái trường hợp. Rồi, giả sử như chúng ta quay lại cái mô hình này nè. Tức là một cái target group chúng ta có hai instance. Thì một trong hai instance của chúng ta nếu như nó bị stop, đúng không? Hoặc là bị sự cố gì đó thì vẫn còn instance còn lại để có thể điều hướng được. Được chưa? Vậy nếu như mà cả hai instance chúng ta đều stop thì sao? Thì nó sẽ rơi vào một cái trạng thái đó là
hệ thống của chúng ta sẽ sập luôn. Mình sẽ stop luôn con này nhé. Rồi, và như vậy là sẽ bị red gateway luôn, được chưa? Đó. Thì nó sẽ đặt ra một cái nhu cầu là khi mà có một con server bị stop á, thì làm sao chúng ta có thể tự tạo một cái con instance mới để lấp vào cái chỗ trống đó. Có nghĩa là chúng ta tạo một con instance có chức năng tương đương như con instance vừa bị sự cố đó, để chúng ta thay thế vào cái vị trí mà còn bị trống như vậy. Thì chúng ta cần phải có một cái cơ chế. Đó chính là cái phần 2 của bài học này, mình sẽ học về cái khái niệm là auto-scaling nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đề cập đến cái khái niệm scale. Scale đó là chính là cái việc điều chỉnh cấu hình của các tài nguyên để đáp ứng với nhu cầu workload. Cụ thể là có thể là số request đến từ người dùng hoặc số lượng công việc phải xử lý, trong trường hợp mình xử lý các loại batching chẳng hạn. Thì mình có hai loại hình thức scale, đó là scale up, đó là tăng giảm cấu hình của resource, ví dụ như tăng CPU RAM cho server, database, tăng dung lượng ổ cứng thì nó gọi là scale up. Scale in out thì có nghĩa là chúng ta tăng hoặc giảm số lượng thành phần trong một cụm chức năng. Ví dụ như thêm server vào cụm application, thêm node vào trong cụm Kubernetes cluster chẳng hạn. Đó. Thì các bạn ghi nhớ lại nhé, nhắc lại. Up down có nghĩa là tăng giảm cấu hình, hoặc là out in là tăng giảm số lượng resource trong cùng một cái layer đó. Mình có cái hình ở trên này, mình đang có một con server 2 core 4GB gắn 10GB ổ cứng. Mình muốn scale nó lên, mình tăng cấu hình lên 4 CPU 16GB và 100GB ổ cứng. Rồi đến lúc cuộc load nó thấp quá, mình lại hạ xuống thành 1 CPU và 2GB RAM. Tuy nhiên các bạn lưu ý ổ cứng không có hạ xuống được nha. Ổ cứng chỉ có tăng lên mà không hạ xuống được. Và mỗi lần như vậy có một cái nhược điểm, đó là chúng ta phải stop server đi thì chúng ta mới điều chỉnh cấu hình được. Amazon hiện tại chưa hỗ trợ chúng ta điều chỉnh cấu hình của server ngay khi nó đang chạy nha các bạn. Rồi, cái mô hình bên dưới chính là mô hình về auto scale theo cái trường hợp là scale out in, có nghĩa là chúng ta tăng giảm số lượng thành phần. Giả sử hệ thống chúng ta đang có 4 con store instance, vào thời điểm cao điểm chúng ta sẽ add thêm 5 con nữa là thành 9 con đúng không? Rồi, thời điểm thấp điểm trong ngày, ví dụ ban đêm đi, chúng ta lại hạ xuống còn 2 instance. Thì nó gọi là cái hành động gọi là scale out và scale in. Scale out chúng ta sẽ tạo thêm instance, add vô cụm cluster. Và scale in chúng ta sẽ terminate bớt instance đi. Được chưa? Rồi. Amazon cung cấp một cái dịch vụ nó gọi là auto scaling group, có nhiệm vụ điều chỉnh số lượng của instance cho phù hợp với workload. Thì mục đích của auto scaling group này nó có hai mục đích chính, đó là tiết kiệm chi phí. Giả sử như những cái thời điểm mà chúng ta không có nhiều người dùng ban đêm chẳng hạn, mà chúng ta vẫn duy trì một cái số lượng instance cố định thì sẽ rất là phí tiền. Tiếp theo nó sẽ tự động hóa cái việc mở rộng hoặc là phục hồi sự cố chẳng hạn. Khi mà số lượng người dùng vô truy cập web chúng ta tăng lên, nếu chúng ta vẫn duy trì số lượng instance thì sẽ không thể nào phục vụ người ta được. Phải tăng số lượng instance lên, ví dụ đang 4 con thành 9 con chẳng hạn. Đó. Ngoài ra có một cái use case nữa, đó là khi mà instance trong cái cụm cluster chúng ta bị sự cố đi, thì auto scaling group có nhiệm vụ là tạo ra instance mới để bù đắp vào cái chỗ trống, cái chỗ mà instance đã bị hỏng đó chẳng hạn. Thì đó là nhiệm vụ của nó. Nó phục hồi sự cố một cách tự động. Auto scaling group thì nó sử dụng long template hoặc là long configuration nhé, để biết được cần phải tạo một con instance như thế nào. Trong slide tiếp theo mình sẽ trình bày về long template nha. Để thực hiện được việc scale thì auto scaling group phải liên kết với một cái việc nó gọi là monitor để giám sát các thông số của thành phần trong hệ thống để biết được khi nào cần scale out, khi nào cần scale in. Thì nó đẻ ra một cái dịch vụ đó là CloudWatch. Chúng ta sẽ tìm hiểu nó trong quá trình chúng ta setup auto scaling luôn. Bởi vì mình phải dựa trên một cái thông số nào đó, ví dụ như tôi biết được workload cao hay thấp thì tôi phải dựa vào cái gì? Tôi dựa vào CPU hay là memory của cái cụm application, hay tôi dựa vào cái độ trễ của response của cái backend đối với người dùng chẳng hạn. Giả sử như quá nhiều người dùng vô thì backend chúng ta sẽ xử lý chậm đúng không? Nó sẽ respond chậm hơn bình thường. Thì auto scaling group nó sẽ dựa vào các cái metric lấy được từ CloudWatch để nó ra quyết định xem nên tăng số lượng instance của cluster hay là nên giảm số lượng instance của cluster. Đó, nên nó sẽ có một cái sự kết hợp giữa cái auto scaling group và cái CloudWatch. Cụ thể là nó sẽ tạo ra các cái alarm để monitor các cái metric đó. Và như trên hình chúng ta biết là auto scaling group muốn tạo ra instance thì nó phải có template để nó biết được nó cần phải tạo ra instance như thế nào để bù đắp vào cái chỗ còn thiếu đó. Được chưa? Nên sự cần thiết của long template. Chúng ta sẽ nghỉ lại ít phút trước khi đến cái phần lý thuyết về long template nha. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần lý thuyết đến với long configuration và long template.
Thì như hồi nãy mình có nói, launch configuration và launch templates chính là cái chỉ dẫn để cho auto scaling group có thể biết được nó sẽ launch một cái instance mới như thế nào. Trong dự án thì chúng ta sẽ dùng launch template thường xuyên hơn nhé, bởi vì launch configuration nó có một nhược điểm duy nhất là nó không quản lý được version thôi. Giả sử chúng ta có version 1.0, 1.1, 1.2 gì đó, chúng ta tăng version. Chúng ta không cần phải tạo ra cái launch template mới, chỉ cần tăng version thôi. Còn launch configuration thì mỗi lần tạo sẽ ra một cái đơn vị hoàn toàn khác nhé, nó không có versioning. Vậy để chỉ dẫn cho auto scaling group có thể biết được để nó có thể launch instance mới như thế nào thì chúng ta cần chỉ điểm thông số như thế nào? Thì nó có gồm có là AMI, chính là Amazon Machine Image. Thường AMI này chúng ta sẽ không dùng những AMI sẵn của Amazon nha các bạn, bởi vì AMI của Amazon thì thường nó sẽ không cài gì nó hết. Chúng ta sẽ dùng những cái AMI đã được chúng ta cài sẵn những cái tool cần thiết, ví dụ như là web server, giống như chúng ta cài HTTP đơn giản đó, và những cái tài nguyên cần thiết để chúng ta có thể chạy được. Tiếp theo là instance type. Thì cái instance type này chúng ta thì chỉ định ví dụ như T2 Micro, một core 2, một core 1 GB gì đó. T2 Medium, một core 2 GB gì đó. Là những cái mà instance type chúng ta thì chỉ định được nha. Key pair. Trong trường hợp chỉ khi chúng ta cần login vào instance sau khi tạo thì mới cần key pair thôi. Subnet. Subnet thì chúng ta chọn được một cái, tuy nhiên cái subnet, cái thông số về subnet này thì chúng ta sẽ thường là sẽ không chọn, mà để auto scaling group nó tự quyết định nó tạo cái instance trong subnet nào. Security group, được gắn security group nào. Nhắc lại, security group chính là networking setting để xem chúng ta mở port nào, cho phép những IP nào đi vào server. Volume, chúng ta có gắn thêm volume không? Bình thường nếu chúng ta không chọn gắn thêm volume á, thì cái con ISU tạo ra chỉ có một volume duy nhất thôi, đó là volume root. Đó chưa? Để chứa cái AMI, để bung cái AMI để chạy thôi. Tiếp theo là tag. Chúng ta đặt những cái tag gì á, thì những con instance được tạo ra bởi auto scaling group nó sẽ có cùng cái tag name đó. Như vậy chúng ta vô trong cái giao diện của EC2, chúng ta nhìn thấy một loạt các con server có tag name giống nhau thì chúng ta biết là nó được sinh ra từ một cái auto scaling group nha. User data. Nếu chúng ta muốn khi instance nó khởi động lên, nó chạy một cái đoạn script nào đó, ví dụ như là sạc web server lên hay cài cắm gì đó, thì chúng ta có hoàn toàn có thể đưa vào user data. Tuy nhiên mình cũng suggest luôn là nếu như chúng ta để những cái việc mà cài cắm software, cài web server, sau đó download một cái packet qua hay gì đó từ trên một cái suộc, ví dụ như S3 về đi, để chúng ta bung ra sau chúng ta mới khởi động server lên, thì nó sẽ khiến cho cái thời gian boost của instance chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn. Như vậy thì nó sẽ làm giảm cái trải nghiệm về auto scale nha các bạn. Thay vì nó mất khoảng từ 1 phút đến 2 phút thì nó hoạt động được rồi, thì nó phải cài cắm software tại thời điểm khởi động nữa, nó sẽ mất khoảng từ 5 đến 10 phút. Như vậy sẽ rất là mất công nhé. Thường thì chúng ta sẽ cài sẵn những cái thứ cần thiết lên trên cái AMI chứ, sorry. Chúng ta cài sẵn mọi thứ lên AMI, chúng ta bật cái web server tự khởi động cùng với hệ điều hành. Khi nào mà chúng ta có thay đổi gì về web server, chúng ta cập nhật version thì chúng ta sẽ tạo AMI mới và tạo ra launch template version mới hơn. Chứ chúng ta không có hạn chế nhé. Chúng ta cố gắng hạn chế là thực hiện những cái thao tác như là cài cắm software, download packet tại thời điểm instance start lên. Bởi vì như vậy sẽ làm cho tăng cái thời gian boot của instance trước khi nó có thể phục vụ người dùng cuối được, có thể nhận request và xử lý được. Có một cái điểm lưu ý ở đây, đó là những cái thông tin như instance type, subnet và security group này có thể được override bởi auto scaling group nha. Tức là chúng ta tạo một cái launch template có cái setting như vậy, nhưng mà khi chúng ta tạo cái auto scaling group hoàn toàn có thể chỉ định nó launch instance dưới một cái size khác, không phải là những cái được định nghĩa ở trong cái launch template nha các bạn. Launch template, nhắc lại, thường được sử dụng nhiều hơn bởi vì nó có thể quản lý được version. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một số cái khái niệm về scale hệ thống của chúng ta. Thì có rất nhiều option để scale một hệ thống, nhưng mà ở đây chúng ta đề cập đến scale in out nhé, chúng ta không đề cập đến scale up và down nha. Tăng giảm số lượng instance chứ không tăng giảm cấu hình của instance. Rồi, cái option đầu tiên đó là no scale, thì chúng ta duy trì một cái số lượng instance cố định. Nếu instance bị chết hoặc là không healthy, không phản hồi được request, thì chúng ta sẽ tạo, sẽ kill nó đi và tạo con mới để bổ sung. Ngoài ra sẽ không làm gì hết. Cái này sẽ dùng trong trường hợp là hệ thống của chúng ta không có nhu cầu scale, ví dụ như workload nó rất là ổn định, phù hợp với những cái máy chủ nội bộ công ty. Thì chúng ta biết được là mà cái thời gian công ty này đã có một cái đặc điểm là cái workload trong ngày nó không có gì thay đổi, thì chúng ta sẽ không có nhu cầu scale, thì chúng ta sẽ để là no scale. Vậy no scale có tác dụng gì không? Có các bạn. Nếu như instance chúng ta bị chết thì nó sẽ giúp chúng ta khôi phục các tự động mà không cần phải sự can thiệp của IT hoặc là các bạn đội DevOps chẳng hạn, đúng không? Tiếp theo là manual scaling, là cách mà chúng ta điều chỉnh ba cái thông số của auto scaling group, bao gồm có min, max và design capacity, để quyết định số lượng của instance trong auto scaling group.
Cái này lát nữa bài thực hành mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn ba thông số này nghĩa là gì nha. Cái phương án thứ ba đó là Dynamic Scaling. Chúng ta sẽ scale hệ thống dựa trên việc monitor các thông số. Trong cái loại này nó lại chia ra ba loại nhỏ hơn, đó là Target Tracking. Thì chúng ta monitor thông số ngay trên chính cái cluster, ví dụ như là CPU, Memory, Network In-Out của mấy con EC2 đó. Nó cao quá một cái ngưỡng nào đó thì chúng ta sẽ scale estimation vô. Tiếp theo chúng ta đến với cái option nhỏ hơn, đó là Step Scaling. Thì chúng ta điều chỉnh số lượng instance tăng giảm dựa trên một tập hợp các alarm có thể đến từ resource khác, không phải bản thân cluster. Đó. Option thứ ba là Simple Scaling. Tương tự như Step Scaling, tuy nhiên nó có apply cái cooldown period. Cooldown period có nghĩa là trước khi nó ra quyết định auto scale STM instance thì nó sẽ phải đợi một lúc nó mới đánh giá lại một lần nữa, tức là nó có cái thời gian để nó delay đó các bạn. Tránh cái việc chúng ta add instance một cách vô tội vạ. Chúng ta vừa mới add instance vô thì cái cluster nó bị nó được add thêm instance nên cái workload nó sẽ bị hạ, đúng không? Workload nó hạ thì nó lại ra một cái quyết định là scale in. Scale in xong thì workload lại bị tăng do số instance giảm, đúng không? Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thì chúng ta phải apply cái cooldown period vô. Và cái này trong thực hành cũng như là trong thi cử đều có nhắc đến cái việc là một cái cluster đang bị hiện tượng là chúng ta thấy instance nó ra quyết định là S instant vô và lại Qbus instant đi liên tục, thì chúng ta làm gì? Thì có một cách, đó là apply cái cooldown period này vô. Tiếp theo chúng ta đến với cái option scaling thứ tư, đó là schedule scaling. Chúng ta đặt một cái lịch để tự động tăng giảm số instant theo thời gian, nó phù hợp với cái hệ thống mà có cloud tăng vào một thời điểm cố định trong ngày. Giả sử như chúng ta có một cái website thực hiện cái việc chấm công của công ty đi, thường là sáng lúc từ lúc 7:45 cho đến 8 giờ và buổi chiều là trước khi về 15 phút đến sau khi về 15 phút chẳng hạn, tôi ví dụ thôi nhé. Thì mọi người sẽ ồ ạt assign vào cái login vào cái hệ thống đó, sign in vào hệ thống đó để chúng ta thực hiện là log on log off, đúng chưa? Những công ty ví dụ như FPT đi, công ty người ta lên tất cả 20.000 người, đúng không? Những công ty lớn như vậy thì hệ thống của người ta sẽ có đặc điểm là workload nó cao, tuy nhiên nó chỉ cao một thời điểm trong ngày thôi, một hoặc hai thời điểm trong ngày thôi. Thì những thời gian khác ví dụ như là không phải là thời điểm chấm công hoặc là các ban đêm chẳng hạn, chúng ta để một cái số lượng server rất là khủng thì sẽ rất là lãng phí tài nguyên, đúng không? Thì sẽ phải có một cái chiến lược để scale. Thì trong cái phương án này, schedule scaling chính là cái bài toán thích hợp nhất để apply. Đó. Các bạn cứ thấy hệ thống nào mà có workload nó pick lên trong một thời điểm cố định trong ngày, một hoặc nhiều thời điểm cố định trong ngày, thì chúng ta dùng schedule scaling. Schedule scaling còn áp dụng cho một cái hình thức nữa là chúng ta chuẩn bị tung ra một cái chiến dịch sale, giống như Shopee sale vậy đó. Thì chúng ta sẽ phải tăng trước cái số lượng server. Nhưng mà nếu tăng sớm quá thì nó hơi lãng phí, đúng không? Chúng ta muốn là trước cái thời điểm chúng ta tung ra cái sale đó khoảng 30 phút hoặc là 1 tiếng chúng ta tăng lên. Thì chúng ta không nên làm bằng tay mà nên đặt một cái lịch đúng giờ đó, nó sẽ tăng số lượng server lên cho chúng ta. Nó cũng là một cái use case của schedule scaling. Cái phương án cuối cùng đó chính là predict scaling. Các bạn đọc cái từ predict thì sẽ thấy là giống như là dự đoán, đúng không? Dự đoán rồi. Thì Amazon đưa ra dự đoán dựa việc học từ thông số hàng ngày, hàng tuần để điều chỉnh số lượng instance cách tự động. Độ chính xác thì nó phụ thuộc vào thời gian application đã vận hành và tính ổn định của traffic trên hệ thống. Cái này chúng ta sẽ không quyết định cái việc scale như thế nào, chúng ta giao hoàn toàn cho Amazon để nó tự đưa ra cái phán quyết, đưa ra cái quyết định dựa vào cái mà nó học được thói quen của cái cluster của chúng ta chẳng hạn và cái lượng traffic hàng ngày. Hồi nãy có nói đến cái phần là Dynamic Scaling nhưng lại sử dụng Step Scaling để điều chỉnh dựa trên một tập hợp các thông số có thể đến từ điểm số khác không phải vào thân cluster. Thì mình sẽ có một cái ví dụ cho các bạn thấy là một cái use case sử dụng cái Dynamic Scaling mà cái loại là Step nha các bạn, Step Scaling. Rồi, ở đây chúng ta có một cái hệ thống, tôi ví dụ là một hệ thống xử lý encoding video này, ví dụ chuyển video từ format này sang format kia chẳng hạn. Rồi. Thì hệ thống này gồm một cái cluster có tên là Video Processing Group, có nghĩa là một nhóm các con instant có nhiệm vụ là xử lý video. Danh sách video cần xử lý được lấy từ một cái SQS là một cái dịch vụ về message queue nhé, các bạn sẽ học trong các bài sau. Như các bạn biết là queue thì nó có đặc trưng là first in first out, đúng không? Rồi. Message trên queue này thì được ghi vào bởi một cái message producer. Tôi ví dụ là một cái nhóm con server khác hoặc là một cái process khác chẳng hạn. Đó. Khi có video nào cần xử lý nó sẽ ghi vào trong cái queue này. Và nhiệm vụ của các nhóm instant này đơn giản đọc queue ra, lấy message và biết được cần xử lý video nào, encode xong thì có thể lưu vào đó chẳng hạn, ví dụ như vậy.
Nếu số lượng message tăng lên trên queue quá nhiều hoặc message được ghi vào queue nhưng quá lâu không được xử lý, thì ta có thể monitor cái thông số trên queue này để có thể ra cái quyết định scale out, tức là add thêm instance vào trong cái cụm cluster này hay không. Rồi, thì như vậy chúng ta sẽ phải sử dụng một cái dịch vụ có cái chức năng giám sát, đó là CloudWatch. Cái đơn vị của CloudWatch chúng ta sử dụng ở đây chính là alarm, được chưa? Chúng ta set một cái alarm cho cái queue này. Khi có message trên queue quá nhiều hoặc là cái message ghi vào queue nhưng quá lâu không được xử lý, thì chúng ta sẽ trigger một cái alarm, và alarm này sẽ trigger cái auto scaling này và nó add thêm instance vô EC2 này, được chưa? Rồi, tất nhiên là auto scaling thì sẽ lấy cái long template là để biết nó cần long cái instance như thế nào, được chưa? Đó là một cái hình thức. Bởi vì chúng ta không thể nào scale dựa trên cái thông số của EC2 instance được các bạn. Bởi vì nếu như EC2 instance nó chủ động nó lấy message về để nó xử lý, đúng không? Thì nó sẽ xử lý trong cái khả năng của nó thôi. Nó sẽ khác với cái chuyện là con instance nó nhận request từ client nha các bạn. Thì cái con instance này nó chủ động nó đi lấy message về nó xử lý, nên nó sẽ luôn luôn làm theo cái sức của nó thôi. Nên sẽ không có chuyện là CPU hay là memory nó bị cao đâu các bạn. Nó sẽ làm vừa vừa sức của nó thôi, được chưa? Nên chúng ta sẽ không dựa theo cái thông số CPU hoặc memory của chính cái con instance này để quyết định có scale hay không, mà chúng ta phải sử dụng một cái metric đến từ bên ngoài cluster. Rồi, sau khi đã xong phần lý thuyết, chúng ta sẽ đến một cái bài lab đơn giản là tạo một cái hệ thống có thể auto scale. Đề bài yêu cầu chúng ta là tạo một cái AMI từ một instance đang chạy, tạo long template. Nhắc lại, long template chính là chỉ dẫn để auto scaling group biết được cần phải tạo ra instance như thế nào. Bước số 3, chúng ta tạo auto scaling group và chọn cái target group cho auto scaling group target 01, cái target chúng ta đã tạo ở bước trước đó, cái bài lab bước trước đó. Chúng ta cấu hình cái application load balancer cho vào target 01, chúng ta tái dùng lại luôn cái application load balancer, các bạn không tạo mới nha. Bước số 5, chúng ta kiểm tra số lượng instance tạo ra có phù hợp hay chưa. Bước số 6, chúng ta thử terminate một instance xem auto scaling group có tự tạo lại instance khác được bổ sung hay không. Chúng ta test cái chức năng phục hồi nha, chức năng tự phục hồi của auto scaling group. Bước số 7, chúng ta điều chỉnh số lượng instance trong auto scaling group tăng hoặc giảm sai bằng cách là điều chỉnh thông số min và design capacity. Bước số 8, chúng ta thử access liên tục xem auto scaling group có tự add thêm instance hay không. Trước đó chúng ta đã cấu hình bật auto scale dựa trên một cái thông số nào đó của cái EC2. Bước số 9, chúng ta sẽ thử nghiệm cái schedule auto scale, có nghĩa là đến một cái thời gian nào đó thì chúng ta tăng số instance và đến thời gian nào đó chúng ta giảm số instance. Rồi, hệ thống của chúng ta như thế này đây, được chưa? Đơn giản thì chúng ta sẽ từ một con instance, tôi ví dụ là web server A của chúng ta đi, chúng ta tạo ra một cái AMI. Từ AMI tôi tạo ra long template và cấu hình một cái auto scaling group. Tôi giả định là tôi sẽ quy định là nó cần phải duy trì hai con instance chẳng hạn, luôn luôn duy trì hai con instance. Sau đó cấu hình load balancer chọn vào target group. Và cluster này sẽ được monitor bởi CloudWatch để biết được nó cần scale dựa trên thông số gì nha. Rồi, đó chính là cái sơ đồ hệ thống của bài lab của chúng ta. Rồi, mọi người vô console, vô dịch vụ EC2 giúp mình. Sau đó chúng ta vô cái instance. Mình đang có một con instance đang stop, được chưa? Chúng ta đó là web server A. Nhắc lại, web server A này là một cái con server cài một website rất đơn giản. Trên đó có một cái, khi mà chúng ta access vô nó thì nó chỉ có ra một cái câu chào và đây là web server thôi, ví dụ như vậy thôi. Rồi, chúng ta bước đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái AMI bằng cách là nhấn chọn instance, nhấn action và chọn là image and template và chọn create image. Chúng ta đặt tên ví dụ như là web server image. Tôi viết thường thôi. Direction là web server. Chúng ta chọn không cần đâu, con instance đang tắt là chúng ta không cần chọn no debug. Còn nếu như nó đang chạy chúng ta không muốn nó bị stop thì chúng ta chọn no debug nhé. Rồi, chúng ta sẽ nhấn create image. Để biết được image của chúng ta tạo xong chưa, các bạn qua cái tab bên trái chọn image AMI. Và chúng ta xem cái trạng thái của nó vô. Đang là pending đúng không? Chừng nào nó là active thì chúng ta đã có image và có thể sử dụng được rồi. Rồi, khi mà AMI của tôi nó đã lên cái trạng thái là available rồi, cái bước tiếp theo tôi sẽ làm gì các bạn? Bước số 2, tôi sẽ tạo ra một cái long template, được chưa? Các bạn qua bên trái vô cái section là image and template. Các bạn vô cái phần long template này, nó ngay dưới instance đó. Long template. Rồi, tôi sẽ nhấn create long template.
Tôi đặt tên cho nó đơn giản thôi, web server long template. Rồi, cái version description các bạn để ví dụ V1.0 đi. Ngay từ khi mới tạo ra thấy là V1.0 nhé, 1.0.0 đi. Rồi. Auto scaling guidance có nghĩa là chúng ta có đưa ra cái chỉ thị guide liên quan đến auto scale không thì tôi sẽ không chọn nhé. Image and template tôi sẽ chọn cái tab là My AMI. Và tôi chọn cái web server image được chưa? Cái hồi nãy tôi mới tạo xong đó. Instant time các bạn có thể chọn là không chọn. Nếu các bạn không chọn lát nữa auto scale lúc các bạn sẽ chọn nhé. Nhưng mà tôi sẽ chọn luôn là T2 micro 1 CPU 1 memory được chưa? Rồi. Key pair. Trong trường hợp tôi cần login vào instant tôi mới chọn key pair nha các bạn. Còn nếu tôi không cần chút số tinh gì hết tôi sẽ không chọn. Nhưng trong trường hợp này tôi sẽ chọn luôn đi cái đồ key pair. Network setting các bạn có thể chọn subnet hoặc không chọn subnet. Nhưng các bạn nên là không chọn subnet nha. Bởi vì mình sẽ chọn là don't include in long template. Thì lát nữa tự auto scaling group sẽ quyết định xem là nên long con instant vào trong subnet nào. Firewall security group thì chúng ta chọn cái select existing security group nhé. Chúng ta quyết định luôn là chúng ta sẽ gắn cái security group nào cho nó. Chúng ta chọn default. Ở bài này chúng ta chưa học quá nhiều về các khái niệm liên quan đến network nhé. Nên chúng ta sẽ không nói đến những thứ như là access list, VPC. Chúng ta cố gắng chọn thứ default nhé. Rồi. Cái advanced network configuration các bạn cũng chưa học về VPC nhiều. Chúng ta sẽ không có động vô nhé. Để nguyên đi. Volume. Giả sử như cái con này nó cần có một cái phân vùng để nó chứa data tạm thời của nó thì chúng ta cần phải add volume cho nó. Nếu không nó chỉ có một cái volume root thôi thì chắc. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ không add volume. Result tag tôi sẽ add thử một cái key là name và đặt tên là web server. Với những cái tag như vậy thì result type các bạn chọn instant nhé, tức là nó sẽ đến một instant thôi. Volume thì không cần. Rồi. Các con instant được tạo ra bởi auto scale group sẽ được đánh các cái tag giống nhau hết nha các bạn. Đó. Lát nữa mình sẽ thấy một loạt các instant tạo ra giống nhau. Tiếp theo đến advanced detail các bạn có thể yêu cầu sử dụng instant ở dưới mod đấu giá này. Đó. Nhưng mình sẽ không chọn nhé. Ừ. Rồi những cái thứ này các bạn quá nâng cao rồi liên quan đến GPU thì mình chưa động nha. Có một cái phần các bạn cần quan tâm mình có nói là khi instant được tạo ra chúng ta có thể bỏ user data vô. Cái section là user data. Tuy nhiên cái điều này không recommend. Bởi vì nếu như chúng để user data ví dụ như yêu cầu là con internet khởi động lên sẽ cài cắm một cái website gì đó. Sau đó đi kéo cái packet qua về giải nén ra start web server lên. Như vậy sẽ quá mất thời gian. Nếu chúng ta cần nó làm việc gì chúng ta hãy làm sẵn đi và tạo một con EC2 sau đó tạo một cái AMI. Được chưa? Có đầy đủ thông số, server chỉ cần tạc lên là chạy thôi. Chúng ta hạn chế để cài cắm cho user data trong cái auto scaling group nha. Chúng ta sẽ nhấn cái nút là create long template. Rồi. Long template thì nó là một cái chỉ thị giống như một cái template thôi nên là nó sẽ rất là nhanh nha. Chỉ dẫn thôi, chỉ dẫn để long instant thôi, nó không có gì hết. Chúng ta sẽ đến bước số 3 là tạo ra một cái auto scaling group. Chúng ta đã có long template rồi đúng không? Từ long template đó chúng ta sẽ chọn tạo ra auto scaling group và chọn target group là TG01. Các bạn lăn xuống góc trái dưới này có cái phần là auto scaling group, cái phần cuối cùng luôn á. Rồi các bạn create auto scaling group. Đặt tên cho nó là web server ASG01. ASG là viết tắt của auto scaling group nha. Long template chúng ta chọn cái web server được chưa? Version, nếu như có nhiều version chúng ta chọn version được. Đây chính là cái lợi điểm của long template. Chúng ta muốn nâng cấp version đúng không? Chúng ta cập nhật AMI hay cập nhật bất cứ cái gì. Chọn hoặc là cập nhật scale group, cập nhật instant type bất cứ cái gì. Chúng ta chỉ cần thay đổi version thôi là xong, không cần phải tạo ra cái mới. Rồi chúng ta chọn version 1 nha. Rồi chúng ta nhấn next. Ở bước tiếp theo chúng ta cần phải cấu hình network cho nó. Hiện tại chúng ta chỉ có một VPC thôi. Chúng ta sẽ chọn cái VPC default đó và chọn tối đa tất cả các subnet có thể có nhé. Được chưa? Về lý thuyết của high availability, một hệ thống có thể chịu lỗi thì chúng ta chỉ cần hai subnet thôi là đủ rồi đúng không? Nhưng mà cứ chọn hết đi. Rồi, instant time requirement. Ở tại cái bước này chúng ta có thể tạo ra cái con server với instant time là T2 micro như là template quy định hoặc chúng ta có thể nhấn nút override. Thì ở đây chúng ta có thể chọn là manual add instant time nhé, chúng ta chọn là T2 small. Được chưa? Một CPU 2GB.
À, thì thay vì nó lấy T2 micro hồi nãy, nó sẽ lấy T2 small để nó tạo ra instant. Bởi chúng ta đã chọn là override, đúng chưa? Ừ. Rồi. Instant purchase option thì chọn là 100% on demand. Có nghĩa là chúng ta không có chọn cái mô hình mua bằng đấu giá nha. Rồi. Next. Health check. Health check chúng ta để 300 giây nha. À, health check time chúng ta chọn là EC2 nha. Rồi 300 giây. 300 giây tức là khoảng 5 phút kể từ khi con instant nó được tạc lên. Bởi vì nếu như instant vừa tạc lên, có thể là những cái web server của nó, đúng không? Web server nó chưa tạc xong, chúng ta đã đi health check nó thì có thể nó fail. Chúng ta sẽ đợi là 300 giây, khoảng 5 phút sau khi instant tạc lên thì chúng ta mới đi health check nó. Nếu như web server chúng ta cần nhiều thời gian hơn, chúng ta có thể tăng số lượng lên nha, tăng cái số giây lên nha, không vấn đề gì hết. Rồi. Phần monitor các bạn chưa học đến CloudWatch thì đừng có khoe nó quá nhiều. Các bạn cứ next đi. Rồi, cái chỗ này là chỗ quan trọng này. Ba cái thông số sẽ quyết định cái số lượng instant của cái cluster này. Design, min, max. Design là số lượng mong muốn, min là số lượng tối thiểu và max là số lượng tối đa. Giả sử như chúng ta có một cái event là nó muốn scale lên 10 con instant, tuy nhiên là maximum chúng ta để có 5 thôi, thì Amazon sẽ đảm bảo rằng không bao giờ scale quá số lượng này. Cho dù CPU lúc đó đang 99% chăng nữa thì nó không bao giờ scale quá này. Mục đích là để chống chúng ta bị hack thôi. Và scale in thì giả sử chúng ta thấy cái con server nó nhàn quá, đúng không? À, sẽ có một cái alarm trigger là xóa bớt instant đi. Nhưng nó sẽ không bao giờ xóa instant khi số lượng instant đã tiệm cận đến cái mức minimum này. Giả sử nó đang 2 instant và anh thấy là CPU đang quá ít, không có xài mấy, nó đang muốn terminate đi, bớt đi instant, đúng không? Nhưng nó đụng vào cái giới hạn dưới sẽ không bao giờ nó xuống, được chưa? Vậy mình sẽ để là min 2, design là 2 và max mình sẽ để là 4 con, ví dụ như vậy. Rồi. Scaling policy. À, none thì như trong bài hồi nói, đúng không? None tức là chúng ta không scale gì hết. À, chỉ duy trì số lượng cố định thôi. Instant chết thì lắp vô. À, bằng cách để là none như vậy thì nếu chúng ta điều chỉnh cái auto scale bằng cách là chúng ta sửa ba thông số là min, max, design đó thì nó cũng scale, tuy nhiên nó gọi là manual. Bây giờ giả sử chúng ta đã chỉnh min, max và design capacity rồi. À, chắc là mình sẽ tạm thời là mình chưa chọn cái target tracking nhé. Để lát nữa mình sẽ demo cho các bạn cái phần là target tracking sau. Mình tạm thời mình để nâng đi. Rồi, scale in protection. Được chưa? À, nếu bật option này lên thì newly launched instant will be protected from scale in by default. Có nghĩa là con instant nào á được launch mới ra thì nó sẽ được ưu tiên là khi mà scale in thì nó sẽ không bị delete. Bởi vì nguyên tắc của xóa instant, nó sẽ xóa instant cũ chứ nó không xóa instant mới nha các bạn. Còn nếu như protect from scale in, cái chỗ này nếu như protect á, thì instant mới sẽ được bảo vệ khi cái biến cố, cái event scale in nó xảy ra, được chưa? Chúng ta sẽ bỏ chọn đi để default thôi. Rồi, notification khi scale thì chúng ta muốn notify cho ai, tạm thời chúng ta không có notify cho ai hết. Rồi, tắt. Để xem nào. Cái tắt này khả năng không cần bởi mình đã định nghĩa ở trong cái long template rồi. Được chưa? Mình sẽ không cần. Rồi, mình nhấn next đi. Đây là màn hình review. Review nó không vấn đề gì thì mình sẽ nhấn luôn cái nút create auto scale group. À, hình như là mình quên một step rồi các bạn ạ. Mình có quên một cái step là cái auto scale group này phải, nó phải nhận một cái target group thì nó mới biết được là khi mà nó tạo instant rồi thì nó sẽ đăng ký cái instant đó với cái target group nào nha các bạn. Mình quên mất cái bước đó rồi. Để mình coi xem này. À, target group. Đây, chúng ta sẽ lăn đến cái section là load balancing của nó nhé. Chúng ta chọn nó position load balancing và chúng ta sẽ edit nó. Chúng ta chọn cho nó một cái application load balancer, được chưa? À, chọn target 01 được rồi. Và nhấn update. Thì kể từ nay trở đi khi mà nó tạo ra instant mới, nó sẽ biết được là nó phải đăng ký cái instant nó vô cái target group 01, được chưa? Rồi. À, chúng ta theo dõi một số thông số của nó nhé. Đang là số lượng instant là 2, design capacity là 2, min 2, max 4. Chúng ta vô instant đi. Rồi, các bạn thấy chưa?
Thì ngay khi mình tạo cái auto scan group á, thì cái nó sẽ tạo ra cái số lượng instant bằng với số lượng desired capacity, và hiện tại là hai con. Hai con này có cái tag name y chang nhau luôn, đều là web server hết. Chúng ta thấy một số server mà tên nó y chang nhau, chúng ta sẽ biết được là nó tạo ra từ cái auto scan group, đúng chưa? Trạng thái nó đang là running. Đó. Rồi, chúng ta vô cái target group 01 hồi nãy để xem hai cái con instant này đã được đăng ký vào trong cái target này chưa. Chúng ta thấy có đúng không? Ừ. Có hai con đã được initial này, web server và web server, được chưa? Đó. Đang initial rồi. Web server. Unhealthy. Đợi một xíu nhé. Nó bypass được cái health check, nó sẽ vô healthy thôi, không sao hết. Rồi. Như vậy là chúng ta đã tạo xong đến bước số 3 rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đó là cấu hình cái application load balancer trỏ vào target 01. Chúng ta quay lại cái giao diện của application load balancer nhé. Load balancer này. Bên trái này. Listener hiện tại mình có port 80 đúng không? Chúng ta kiểm tra lại xem. Kiểm tra lại xem nó đã forward sang cái. Sorry, mở nhầm tab. Rồi. Forward to target 02, target 01 được chưa? Hôm bữa chúng ta đang thực hành là tỷ lệ là 31, 75, 25. Chúng ta sẽ edit lại là forward 100% vào target 01 nhé. Mình sẽ xóa cái này đi. Cho target 01, tỷ lệ là 100%. Mình để số 1 có nghĩa là 100%. Rồi, chúng ta nhấn nút tích, dấu tích này nè. Sau chúng ta nhấn update. Thì bây giờ, cái rule của chúng ta nó sẽ forward 100% vào target 01. Nó không còn random như hai target nữa. Rồi, chúng ta sẽ thử truy cập cái website thông qua cái domain name của cái log balancer nhé. Copy nó nè. Copy domain. Qua tab mới, dán vô. Đang unavailable rồi. Rồi, lên rồi đó. Web server A được chưa? Welcome to my website, server A. Và chúng ta thấy là cái IP này chúng ta không có dùng instant user data để chúng ta tạo ra, mà chúng ta tạo ra từ một cái AMI của một con instant, nên các thông số này sẽ là cố định nha các bạn. Rồi, tất cả đều là instant A hết. Rồi, chúng ta đã xong bước số 4, số 5 luôn, kiểm tra số lượng instant tạo ra hai con phù hợp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử terminate một instant xem cái auto scale group nó có tự tạo lại instant để bổ sung vào số lượng nó mất hay không nhé. Rồi, chúng ta vô EC2 này, đang có hai con server đang chạy running đúng không? Chúng ta sẽ chọn một trong hai con bất kỳ. Chúng ta chọn instant test, chọn terminate. Rồi, terminate luôn. Đó. Terminate thì chúng ta qua cái application log balancer, chúng ta F5 thử xem nó còn chạy không nhé. Vẫn chạy đúng không? Bị bad gateway rồi. Bad gateway là do nó chưa kịp ngắt cái con instant đó ra khỏi cái target group đó các bạn. Rồi. Chúng ta mong đợi rằng auto scale group sẽ phát hiện ra là có một con instant đã bị die rồi, và nó sẽ loan ra một con mới để bù đắp vào số lượng của cái con mà vừa mới bị bắt đó. Rồi, chúng ta thấy có một con instant mới, web server trạng thái là pending. Pending là đang chuẩn bị start lên đúng không? Có nghĩa là auto scale group đã nhận diện ra được có một con instant nó bị die rồi. Và nó cần phải tạo thêm một con để bù đắp vào cái số lượng, bởi vì mình đang mong muốn là min capacity và desired capacity mình đang là hai con đúng không? Rồi, desired 2, min 2 đúng chưa? Rồi, ok. Như vậy là thành công rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ thực hành là điều chỉnh số lượng instant trong auto scale group, tăng hoặc giảm size của min và desired capacity. Bây giờ mình sẽ thử tăng lên 3 con xem thế nào nha các bạn. Các bạn đợi cho con instant này nó lên nó thành running đi. Rồi, nó thành running rồi đó các bạn. Mình thử F5 cái thằng này xem có còn bị gateway timeout không. Rồi. Ok, good rồi. Bây giờ mình sẽ thử tăng số lượng lên trong mình sẽ vô auto scale group này, mình chọn con này nè. Và mình nhấn edit nó. Thì bây giờ cái design mình sẽ tăng lên 3. Min mình cũng để là 3. Và max mình để là 5. Được chưa? Rồi. Mình sẽ nhấn update. Đó. Update thì như vậy chúng ta mong đợi rằng cái EC2 instant của chúng ta sẽ được. Chúng ta qua instant nhé. Add thêm một con lên 3 con nha. Các bạn đợi một xíu nha. Rồi, ngay lập tức nó pending một con đúng không? Và để
để nó đảm bảo rằng cái số lượng của instance trong cái auto scaling group nó match với cái mong đợi của chúng ta, đó là 3 con. Rồi. Bước số 8 là chúng ta thử access liên tục xem auto scaling group có tự determinant không. Thì trả lời luôn là không nha các bạn. Bởi vì sao? Chúng ta chưa có tạo ra bất kỳ một cái yêu cầu nào cho auto scaling group là khi cái workload bị tăng cao thì chúng ta hãy add thêm instant. Chúng ta đang để là no scale, đúng không? No scale. No scale như vậy, khi chúng ta muốn instant, số lượng instant trong auto scaling group tăng hoặc giảm thì chúng ta xin mời đi vô mà edit 3 thông số min, max và design capacity. Được chưa? Bây giờ chúng ta không muốn edit bằng tay nữa. Chúng ta muốn Amazon sẽ tự động quyết định cái việc tăng giảm đó giúp chúng ta. Thì chúng ta làm sao? Thì đề bài yêu cầu chúng ta hãy thử tạo ra một cái policy mà khi cái workload của instant tăng cao thì tự add thêm vô. Được rồi. Mình sẽ quay lại cái auto scale group và mình update nó nha. Rồi. Mình sẽ cho, trước tiên mình sẽ cho tất cả các cái số instant về 1 đã. Design, min 1, max là 3 con đi. Rồi. Để cho nó xuống lại 1 con đã. Rồi. Tiếp đó mình sẽ capacity updating này. Thôi kệ đấy đi các bạn. Mình sẽ edit lại một lần nữa nhé. Bây giờ mình để là design 1, min 1, max là 3. Xong cái phần auto scaling ấy, mình sẽ lăn xuống cái phần auto scaling. Auto scaling nó nằm ở đâu ta? Cái chỉ dẫn về scaling nó nằm đâu rồi? Network nè, instant time nè, project option nè, allocation strategy, load balance nè, health check nè, advanced configuration. Không thấy auto scale ta. Các bạn phải qua cái tab là automatic scaling này các bạn. Rồi các bạn sẽ automatic dynamic scaling, predict scaling, schedule action. Rồi. Trong cái phần dynamic scaling, các bạn hãy nhấn create dynamic scaling policy. Rồi. Thì nó có target, step và simple, giống như ba cái loại chúng ta đã từng nói đúng không? Trong cái phần lý thuyết. Target thì là monitor thông số ngay trên chính cluster, ví dụ CPU, memory, network in out. Step là điều chỉnh số lượng tăng giảm dựa trên tập hợp các alarm có thể đến từ resource khác. Và simple scaling có nghĩa là tương tự như step nhưng mà có apply cooldown. Thì chúng ta sẽ tạo cái loại là target tracking nhé, để cho nó dễ. Tại vì hiện tại chúng ta chưa có bất kỳ cái resource nào khác, các bạn chưa có làm quen được với những thứ như là SQS đúng không? Thì rất là khó để các bạn tiếp cận. Thì chúng ta sẽ monitor thông số của chính những con instance đang chạy trong cluster này. Chúng ta sẽ chọn target tracking nhé. Rồi, chúng ta đặt tên là ví dụ như là network in target tracking. CPU memory cũng được, tuy nhiên rất là khó để có thể giả lập được cái CPU memory cao nhé, bởi website chúng ta nói gì nói nó vẫn là một website rất đơn giản. Có din là cái tách này thôi. Như vậy sẽ rất là khó để mà làm cho CPU nó cao lên được, được chưa? Chúng ta sẽ chắc một cái thông số khác, đó là thông số network. Chúng ta chọn là network average network in, đơn vị là byte. Target value chúng ta để là 1000 nhé. Thôi để 1000 hơi cao á, để 500 đi. Instant needed 300 second warm up, tức là 300 giây trước khi nó được include vào trong metric. Tức là khi chúng ta khởi động instant lên thì chúng ta khoan hãy đánh giá metric của nó và đợi 300 giây sau khi nó khởi động xong nó ổn định đã, hãy đánh giá metric của nó. Rồi, 500 đơn vị là byte nhé, 500 byte. 500 byte chưa được 1 ký các bạn. Để 1000 đi. Được 1 kilobyte đi, 1 kilobyte thì nó sẽ bị auto scale. Rồi. Chúng ta nhấn create. Đó. Thì cái target tracking này nó sẽ bay trên một cái thông số là network in để nó ra quyết định xem là có nên thêm instant vào hoặc là bớt instant ra không, dựa vào cái ngưỡng là 1000 đúng không? Quá ngưỡng này thì add thêm và dưới ngưỡng này ổn định thì hạ số. Rồi. Predictive này thì như đã nói hồi nãy nó sẽ không chính xác nếu như cluster chúng ta vừa hoạt động được có chưa đủ vào một tuần chẳng hạn. Đó. Thì nó sẽ không chính xác đâu, chúng ta tạm thời bỏ qua nhé. Lát nữa sẽ hướng giới thiệu các bạn về cái phần schedule. Rồi. Mình xem cluster của mình đã ổn định về số lượng instant về 1 chưa. Nếu chưa ổn định mình sẽ fork terminate bớt 2 con đi. Rồi. Mình sẽ terminate bớt 2 con đi. Terminate luôn con server A đi, giờ nó hết tác dụng rồi.
Các bạn có biết tại sao chúng ta đã apply auto scaling group rồi ấy, mà khi mình terminate một con instance ấy, thì lâu lâu cái khi mà truy cập nó ra 504 không? Bởi vì chúng ta đang apply cơ chế health check của target group. Mà target group thì nó health check không có thường xuyên các bạn. 30 giây nó check một lần và sau 2 lần health check bị fail thì mới tính là unhealthy. Có nghĩa là nó sẽ khoảng mất khoảng 1 phút thì nó mới nhận ra là cái con instance nó đã nghẽo rồi, đúng chưa? Nó loại bỏ khỏi target group. Lúc đó nó mới chính thức là không nhận traffic từ cái application log balancer nữa. Vậy để khắc phục cái tình trạng này thì sao? Khi bạn implement cái dự án thật á, thì hãy nhớ bật cái mod health check của nó lên là health check và application log balancer nhé. Và chuẩn bị cho nó một cái path để health check thay vì dùng cái path root rồi sẹt nha. Rồi, ok. Website sống lại rồi. Nó mất 1 phút để cái target group nó detect được là con intern nó bị terminate và nó loại bỏ ra khỏi cái target group. Rồi, chúng ta F5 lại xem nhé. Mình đang còn bao nhiêu instant đây. Có vẻ như là cái auto scaling group này của chúng ta nó đang bị nó đã tự động nó update cái design capacity lên 3 rồi các bạn ạ. Hồi nãy mình để là 1 đúng không? Thì khả năng là cái event network nó đã xảy ra rồi. Thì muốn check cái đó xảy ra chưa, các bạn vô cho mình cái dịch vụ CloudWatch. CloudWatch được chưa? Chúng ta bookmark lại để bước sau xài luôn, mở trong tab mới nha. Rồi. Chúng ta chọn cái target group này chúng ta cũng thấy được có cái phần monitor này. Hoặc là cái phần activity này cũng thấy được này. Activity, event history này. Rồi. Nó nói là lúc bao nhiêu đây? 15:40 giờ của giờ UTC à. Rồi là 10:41 bên mình. Nó phát hiện là có con instant unhealthy, nó cần phải add thêm vô. Rồi, để mình qua cái alarm coi nào. Rồi, các bạn biết là hồi nãy cái sơ đồ của mình nó mình vẽ cái gì các bạn? Có nghĩa là cái cái sơ đồ này mới đúng. Cái việc mà giám sát cái trạng thái của mấy con instant này được thực hiện bởi CloudWatch. Có nghĩa là khi chúng ta tạo ra một cái target tracking đối với cái thông số là network thì đồng thời auto scaling group cũng tự động tạo ra một cái alarm, nó là hai cái alarm ở trên CloudWatch để giám sát cái thông số về network in out. Thì khi nó đạt đến cái ngưỡng thì nó sẽ trigger auto scaling để add thêm instant nhé, hoặc là remove bớt instant, chứ không phải là con install instant thì nó tự nói chuyện auto scaling group đâu các bạn. Mà CloudWatch nó đang giám sát các instance này và nó phát hiện ra có một cái gì bất thường đó, nó sẽ notify sẽ auto scale group để add thêm instance nha. Như vậy bằng cái việc mà chúng ta add hai cái chúng ta add một cái target tracking dựa trên thông số là network đúng không? Thì auto scale group sẽ tự động tạo ra một cặp alarm, một cái là high và một cái là low ở trên cái dịch vụ có tên là CloudWatch. CloudWatch này với cái bài monitor các bạn sẽ được học sau, nhưng các bạn cứ biết là nó là một cái dùng để collect cái metric. Rồi. Thì khi nó gặp cái ngưỡng 2 này thì nó sẽ tự động SM instant, và gặp ngưỡng low thì nó sẽ burst instant đi. Được chưa? Cái ngưỡng 2 này hồi nãy chúng ta define 1000, tại sao nó biết được 700? Amazon tự quy định luôn các bạn. Tự quy định luôn là nếu chúng ta để 1000 thì cái ngưỡng low sẽ là 70% của ngưỡng 2. Được chưa? Giả sử chúng ta để 10000 thì ngưỡng low sẽ là 7000, ví dụ như vậy. Đó. Xuống dưới 70% của cái ngưỡng low ngưỡng 2 thì nó coi như low, và lúc đó nó quyết định rằng cần phải thu hẹp, có nghĩa là chúng ta delete bớt instant đi để tiết kiệm resource. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại cái EC2 của mình xem nào, có bao nhiêu instant đang được tạo ra đây. Quá trời instant luôn, 3 con luôn. Và cái auto scaling group của mình, cái thông số design của nó đang được đẩy lên 3, max là 3. Ấm can đi, để mình coi là cái phần activity của nó coi. Unhealthy need replace. Đây nè, các bạn nhìn cái thông số này nè. Tức là lúc 15:39 giờ UTC này, network in target tracking chain, tức là nó gặp cái biến cố là network đi vô quá nhiều trên 1000 byte.
thì nó sẽ thay đổi cái capacity từ 1 lên 3, đúng chưa? Có nghĩa là ngay khi mà mình tạo ra cái alarm nó, do bởi vì mình set cái ngưỡng scale nó hơi nhỏ nên là mình đã test luôn được cái trạng thái mà nó cần phải scale rồi và nó đã tăng lên 3 rồi. Và như các bạn thấy là nó tăng lên 3 xong rồi nó sẽ không tăng thêm nữa, bởi vì á, quy định của auto scale group á, là nó không được phép tăng quá cái số lượng mắt này. Bây giờ mình thử cho chỗ này lên 4 đi, thì khả năng là nó sẽ thêm một con instant nữa đó. Và khi nó scale in lại, nó không bao giờ giảm quá số lượng của min nha các bạn. Rồi, đó là quy định của nó. Mình thử F5 liên tục để cho nó phát sinh cái traffic đi vô cái website của chúng ta, xem là cái network in nó bị cao. Cái này mà các bạn có cái tool Postman á, có cái tool Postman mà chúng ta farm liên tục cái request này vô cũng được này, đỡ phải ngồi F5 bằng tay. Nó vẫn chưa trigger cái event đó rồi. Có vẻ như là nó đã ổn định và nó không có bị lên tới 1000 nữa rồi. Coi lại cái auto scan group coi. Activity của nó coi. Chưa bị các bạn. Nó chưa rớt ra. Vậy là cái traffic đi vào nó chưa đủ vượt quá 1000 rồi. Rồi, không sao. Dù sao thì mình cũng đã test được cái event là scale out rồi, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo, đó là phần nó lên rồi nè các bạn. Target tracking alarm 2 bị trạng thái là in alarm, có nghĩa là network đi vô đã nhiều quá rồi. Nhiều quá thì làm sao? Nó sẽ trigger sang cái alarm và sẽ trigger sang cái auto scaling, được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ coi thử cái event của thằng auto scale group xem nào. Refresh cái coi. Không có à. Không refresh được. Rồi, được chưa? Lúc 15:46 phút vừa mới xong. Đó, nó sẽ chen cái capacity từ 3 lên 4 bởi nó phát hiện là network đi vô quá nhiều. Thực ra không nhiều lắm đâu, do cái thông số mình đặt nó quá thấp thôi. Nên bằng cái việc mình F5 liên tục cái trang web này, nó đã gây ra một cái lượng traffic đi vô nó vượt qua được cái ngưỡng ở làm đó, đúng không? Và nó quyết định là sẽ add thêm một con instant. Đó. Rồi, và chúng ta thấy là instant lên 4 rồi. Và kiểm tra thực sự nhé. Kiểm tra thực sự xem lên 4 chưa. Thì đã một con vô pending, đúng không? Và chuẩn bị sẽ tạc lên. Tổng cộng là cần có 4 con. 1, 2, 3, 4. Ok chưa? Chúng ta đến một cái phần tiếp theo của bài lab, đó chính là cấu hình cái schedule auto-scaling. Nhắc lại, schedule auto-scaling phù hợp với những hệ thống có workload tăng và giảm cố định trong ngày. 1 đến 2 lần trong một ngày chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Rồi. Thì chúng ta sẽ vô cái auto scaling group hồi nãy nhé. Chúng ta có cái phần scaling. Rồi, chúng ta vô cái phần automatic scaling. Và chúng ta delete cái event là network in target tracking này đi. Chúng ta chọn vào nó và chúng ta chọn cái nút. Hơi khó nhìn một xíu. Action, chọn delete nó đi. Hoặc là disable nó cũng được các bạn ạ. Các bạn chọn action, chọn disable nó đi. Có nghĩa là chúng ta không muốn nó scale theo cái bây giờ không được à? Để delete nó đi nha. Rồi, mình đã delete cái phần scaling rồi, có nghĩa là bây giờ trở đi nó sẽ không scale nữa, được chưa? Không scale nữa thì chúng ta làm sao? Chúng ta thử ra một cái schedule action đi. Chúng ta tạo ra một cái schedule action có tên là, ví dụ như là scale in test 10:22:51 đi. Rồi, sắp đến rồi. Design capacity chọn 1 min, 1 max, chọn 1 luôn. Nó sẽ quyết định nó fix cứng một thông số luôn nhé các bạn. Giả sử hệ thống của các bạn một ngày nó có đặc điểm là buổi sáng chỉ có người xài buổi sáng sớm thôi, đến trưa không ai xài, thì chúng ta sẽ có một cái event scale out, một event scale in. Hệ thống chấm công một buổi sáng buổi chiều có 2 lần người ta xài nhiều, buổi trưa không ai xài, thì sẽ có 2 lần scale out và 2 lần scale in. Tuần tự như vậy, đúng không? Scale out xong lại scale in, xong buổi chiều lại scale out, xong buổi tối lại scale in. Thì chúng ta phải tự canh cái thời gian, cái nào đến trước, cái nào đến sau nhé. Amazon không có tính cái đó cho chúng ta được nha. Recurrent chúng ta chọn là
One. Time zone chúng ta chọn là Asia Pacific. Asia có cái nước, cái múi giờ nào của Hà Nội không ta? Chọn Hà Nội đi. Rồi. À, không có Hà Nội rồi. Chọn Thái coi. Chọn Bangkok cũng được. Asia sẹt Hồ Chí Minh có luôn các bạn. Rồi. À, chúng ta chọn là bắt đầu từ hôm nay nhé. Hôm nay là ngày 16. Rồi. Vào lúc là 22 giờ 51 đi. Rồi, chúng ta muốn nó về 111 được chưa? Chúng ta create. Rồi. Sau đó chúng ta tạo thêm một cái nữa, ví dụ như là test. Design chọn 222. Rồi. Occurrence chúng ta chọn 1 nhé. Time zone là chọn Asia sẹt Ho Chi Minh City. Rồi. Bắt đầu từ hôm nay. Và chúng ta chọn là 22 giờ 55. Được chưa? 22 giờ 55 sẽ là 222. Create. Rồi. Chúng ta chờ đợi đến 22 giờ 51 xem cái cluster này có bị scale in về 1 không nha các bạn. Các bạn qua cái auto scale group này. Chúng ta sẽ chọn lại nó và chọn cái tab activity. Để xem đến phút thứ 51 nó có về 1 không. Rồi đến phút 51 rồi nè. Đúng chưa? Nó có một cái event là Executing Schedule Action Scale In Test 2251. Được chưa? Rồi. Và chúng ta kiểm tra lại thì thấy ở đây là Design 1 nè, Min 1 và Max 1 rồi. À. Được chưa? Instant. Instant thì từ từ sau đó nó sẽ bị terminate sau nha các bạn. Nhưng các bạn thấy là cái Auto Scale Group nó đã tự điều chỉnh cái Design Capacity của nó về 1 rồi. Min 1 và Max 1 rồi. Được chưa? À. Ok nha. Tiếp theo chúng ta sẽ chờ đợi đến cái event tiếp theo, đó chính là cái event scale out test. Vì chúng ta chọn một lần nên là thằng kia nó chạy xong rồi nó biến mất rồi nha các bạn. Còn nếu ta để lặp lại hàng ngày á thì nó sẽ lặp lại thôi. Đến scale out test chúng ta sẽ đợi đến 22:55. Lát nữa edit video mình sẽ cắt bớt cái khúc này đi để các bạn đỡ phải chờ nha. Rồi, các bạn thấy không? Executing schedule action scale out test vào lúc 10:55, được chưa? À. Nó sẽ change từ 1 sang 2 và chúng ta kiểm tra lại nhé. Kiểm tra lại cái design đang là 2 này, min là 2 này, max là 2 luôn, được chưa? Đó. Còn cái action sau đó khả năng nó sẽ không phản ánh ngay đâu, bởi vì nó cần thời gian để nó gỡ bớt instant ra hoặc là nó add thêm instant gì đó. Hiện tại mình nhìn vẫn đang là 4 con đúng không? Tuy nhiên là chúng ta đã thành công trong cái việc là thay đổi cái design min max bằng cách là setting một cái lịch rồi. Nhắc lại nhé, nó phù hợp cho những hệ thống mà có workload tăng giảm cố định trong ngày, được chưa? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần clear result. À, trong bài hôm nay chúng ta đã học được cái phần là chúng ta kết hợp cái application load balancer kết hợp với auto scaling group, được chưa? Để tạo ra một cái hệ thống có thể tự động scale phục hồi hệ thống. Có một cái điểm lưu ý cho các bạn để làm cái hệ thống này thì đó là cái EC2 của chúng ta phải có một cái đặc trưng, đó là không có lưu bất kỳ trạng thái trên đó hết. Bởi vì các cái event mà scale out, scale in, đặc biệt là scale in nhé, thì nó sẽ xóa bớt instant đi. Vì nếu chúng ta có lưu cái trạng thái trên đó thì nó sẽ không thể nào mà lưu được, đúng không? Kết quả xử lý video chúng ta phải lưu đến một cái vùng nhớ khác, cái dịch vụ như là S3 chẳng hạn, chúng ta học sau này. Kết quả tính toán phải lưu database. Còn bản chất EC2 nó không được phép lưu bất cứ cái gì. Nếu nó lưu vô thì nó sẽ khi bị scale in xong nó sẽ mất luôn, đúng không? Không lấy được. Để terminate instant rồi. Thì những website mà all-in-one ngày xưa, giả sử như các bạn đang chạy trên DBS đi, database các bạn cũng cài lên trên EC2 luôn. Mọi thứ đều EC2 hết, được chưa? Các file tính toán được các bạn cũng lưu ngay trên ổ cứng của nó thì làm sao? Thì trong các bài tiếp theo, khi mà học đến các dịch vụ external storage, ví dụ như là EFS, S3 hoặc là database, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể thiết kế một hệ thống mà chúng ta sẽ chuyển từ cái việc là all-in-one server, như cái mô hình ở đầu bài chúng ta đưa ra, nó gọi là tất cả trên một server, đúng không? Thì chúng ta sẽ tách những thành phần persistent layer, ví dụ như là file này, database ra bên ngoài, và trên server chúng ta chỉ để web server hoặc application thôi. Thì trong quá trình tính toán nó sẽ không lưu trữ bất kỳ kết quả trên nó hết. Thì nếu như nó bị scale out, scale in,
nó bị terminate đúng không, thì không ảnh hưởng gì đến cái data của chúng ta, không bị mất. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn đi clear result. Chúng ta sẽ xóa load balancer, xóa auto scaling group, hoặc là chỉnh sai về không nhé, terminate hết intent nếu còn sót lại, và delete hết EBS volume nếu còn sót lại. Đầu tiên là đi xóa application load balancer này, các bạn vô cái phần là load balancer nhé. Mình thấy có một load balancer đúng không, chọn action, chọn delete là xong. Delete load balancer xong rồi, chúng ta sẽ delete cái auto scaling group hoặc chỉnh về không. Các bạn có thể chỉnh về không nhé, để bữa nào còn có cần phải xem lại thì các bạn vọc cũng được. Còn nếu xóa đi rồi, các bạn sẽ không có cái để tham khảo nhé. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đi terminate hết EC2 nếu còn sót lại. Thực chất là còn sót bởi vì cái auto scaling group nó cần một khoảng thời gian để nó terminate intent một cách thực sự nhé. Rồi, terminate xong rồi đó. Và vì cái size chúng ta đã chỉnh về không rồi nên nó sẽ không có chuyện là nó tự mọc lại intent nữa đâu. Không có chuyện đó đâu. Rồi, chúng ta đợi intent chúng ta terminate hết thì chúng ta sẽ đi vào kiểm tra xem còn volume là sót lại không, chúng ta delete luôn nhé. Nhưng mà volume chúng ta không có gắn volume ngoài nên là đa số là nó sẽ tự xóa sau khi intent bị xóa luôn nha các bạn. Thấy còn có hai con này thấy không? Đó. Đợi intent chúng ta terminate hết đi. Shutting down xong về terminated thì khả năng là cái volume đó sẽ bị bay màu luôn. Rồi, ok, volume đã bị xóa hết, intent cũng đã terminate hết. Vậy chúng ta đã kết thúc cái bài lab ngày hôm nay và chính là hoàn thành cái phần clear result. Như vậy là trong vòng hơn một tiếng đồng hồ thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cái phần 2 của EC2 kết hợp với application load balancer cũng như là auto scale group để có thể thiết kế được một cái hệ thống có thể tự động scale theo ý muốn của chúng ta và có thể là phục hồi khi mà có sự cố xảy ra bất kỳ cái incident nào. Tất nhiên là hệ thống như vậy thì vẫn cần một rất nhiều các thành phần khác để có thể scale được. Ví dụ như hồi nãy em có nói là liên quan đến cái việc mà position layer data lưu ở đâu, database lưu ở đâu. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các series sau, thì chúng ta sẽ học thêm các dịch vụ khác của Amazon để có thể thiết kế một hệ thống phục vụ yêu cầu khách hàng. Các bạn nhớ subscribe channel của mình và đừng quên nhấn chuông để có thể theo dõi khi mình có ra video tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả mọi người.